Cảm ơn Tiên nha. Xếp hàng lại con, phụ xếp hàng lại. Nhanh tôi làm giám đốc của việc này. Giờ nãy giờ họ nay hơi trễ. Bữa nay hơi tám là hơi trễ. Rồi vô thấy em chào em cái mấy chị ơi. Cho em xin nút chia sẻ like tương tác nha. Cho em xin nút chia sẻ like tương tác thôi mấy chị. Làm hai cái máy kia giùm em. Rồi để cho em. Cam hè xin nút chia sẻ like tương tác nữa rồi nha. Hôm nay sư phẩm cho mấy ông chồng đồ bộ nha. Dọn lắm trời, dọn kho lắm mới được nhiêu đồ bộ này là hết rồi mới trời, không bao giờ mà có đồ bộ nữa nha. Hôm nay có xe to xe nhỏ luôn mới trời, từ 30 ba mấy cho tới 70 75 gì á, nói chung là size em dọn hết, từ nhỏ tới lớn em dọn hết luôn. Rồi thấy em Cam Hè xin nút chia sẻ like tương tác để khỏi bị ẩn, cảm ơn nha mấy chị nha. Chưa lên. Để em ghi lại cầm ơn. Rồi Cam Hè xin nút chia sẻ like tương tác thôi mấy chị ơi. Rồi vô thấy nè, chào mấy hàng cái mới chị nha. Em chia sẻ lại cái biết làm mấy cái máy chia chút vớ biết. Hai cái. Mà đem xuống cho ta. Biết như chị vô vô mày lấy cái điện thoại đỏ xuống rồi. Hello chị Mỹ Hảo nha, hello Hồng Liên Nguyễn. Rồi vô thấy nè, chàm hàng cái với chị ơi, tương tác like giùm em nha mấy chị nha. Tương tác like, chàm hàng xin nút chia sẻ like, tương tác like nha mấy chị nha. Để khỏi bị ẩn comment nha mấy chị đẹp ơi. Hôm nay sẽ lên nha mấy chị, sẽ mấy chị bộ nam. Rồi siêu giãn. Rồi chàm hàng xin nút chia sẻ like, tương tác, để khỏi bị ẩn cho một comment nha mấy chị nha. Tín hiệu hôm nay tốt không quý vị? Tín hiệu hôm nay tốt không? Máy lại tiếp tục không thấy comment rồi. Phát lên hello, để đó hello chị Bùi Phượng, hello Bùi Phượng nghe. Đơn của Umi em chưa mấy chị ơi, nhà em cứ có người gọi chốt đơn là hàng đi mấy chị nha, cứ có người gọi chốt đơn là hàng đi. Bây giờ mấy chị hỏi em của Umi em đi chưa là không biết được nha. Đồ bộ hôm qua hả, qua còn á mấy chị, qua chờ chút xíu. Quần Hà mặc chưa, giờ chuẩn bị Hà lên Hà xẻ cho mấy chị nè. Rồi, Cam Hà xin nút chia sẻ like tương tác để khỏi bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Này là full mấy cục bom bán tặng cho mấy chị YouTube. Mỗi chị Cam Hà xin nút chia sẻ like nha. Đây là mới nhất miền Tây, có miền Tây hàng bom về nè. À, rồi. Rồi bộ nam. Bộ ngủ, bộ nam gì đây tặng cho mấy chị luôn.
Bộ này có nhỏ tới lớn luôn á chị. Bộ này có nhỏ tới lớn. Cái gì vậy? Cái quần chip su, anh chút nữa mày nào lấy nữa. Bị bom quần, xét quần chip su nha. Rồi cho anh Hà xin nút chia sẻ like tương tác để khỏi đi đi đi. Cho gì thêm 2 cục, 2, 3 cục nữa. Cho anh thêm nút cam, thêm nút chia sẻ like gì nha. Để khỏi bị ẩn comment. Chia sẻ like giùm em. Nhiều mẹ đó chị nha. Đồ bộ hôm nay em có mấy mẹ nó mới chị. Đồ bộ nam hôm nay em có mấy mẹ rồi. Phiến cũng nhớ không? Nhớ Phiến chưa? Hello chị Sương Ngọc. Rồi có chị vô thấy em chào em cái cho anh Hà xin nút cho chị Lai tương tác. Để khỏi bị ẩn comment nhé chị nhé. Để khỏi không còn ẩn comment em thấy mấy chị em chốt hàng mấy chị cho nó ok nha. XL 1X 2X cho em Hà luôn. Rồi đầu like áp dụng mấy bạn có chia sẻ like cho anh Hà đi. Chốt cái quần Hà mặc cho mấy chị luôn. Nhiều mẫu vậy nha. Nó có 2, 3, 4 mẫu gì á. Con nữa là không biết riêng nha. Thế với ấy bằng nhau mà biết. Dạ bằng nhau. Bằng nhau không? Em có 3 loại cặp mấy chị nha. Bé, cặp bé với lại cặp chữ. Ai thích cặp nào comment cặp đó cho em nha. Đó cho chị cái đé. Đây nè, này cặp chữ như gì nha. Cặp chữ như này đang mặc nè. Đó, cái khoan của nó là lưng cao luôn á chị. Khoan của nó là lưng cao luôn á chị nha. Mà nó có đủ size tới 2XL 65kg độ về. Từ 38 tới 65kg độ về em Hà có size luôn. Chốt quần này cho mấy chị đầu like với giá là 19.000 quần. Áp dụng chị nào có chia sẻ like cho em Hà. 19.000 một quần quý chị nha. 19.000 một quần. Em tính tặng cái này cho mấy chị luôn nhưng mà xíu nữa đi. Vì hàng này hàng sale mấy chị ạ. Hôm bữa sale rồi mà cũng bị bom nữa nên giờ em không muốn bán nữa. Đó, để sale rồi mà còn bị bom nữa nên hơi buồn, khui ra hơi buồn nên không thích bán nữa. Xíu nữa em vừa giữa like em tặng cho mấy chị luôn. Rồi, bán 19.000 quần, đủ size từ 38 tới 65kg chị nha. Đủ size từ 38 tới 65kg. Đủ size từ 38 tới 65kg chị nha. Đó, em đủ size luôn, mình có bếp ghi mấy chị biết rồi đúng không? Mỗi chị cho anh Hà xin nút chia sẻ like chốt 19.000 đi. Cho chị đủ mẫu của mì đi. Có cặp đé là cặp chữ nha. Có cặp đé là cặp chữ. Form của em mặc là cái form bếp ghi cái gì nha. Form bếp ghi nè. Đó. Form bếp ghi rất là đẹp luôn á. Bè nào thích form đơn giản bếp ghi như này thì mấy chị chốt cho em Hà. Đó. Em có cặp chữ là cặp đé nha. Ai thích hai chữ thì chốt luôn hai chữ. Về mặt hàng này lâu lắm mới có luôn mấy chị ơi. Hè bình thường mấy chị biết mày đâu có đúng không? Bộ nam chờ em Hà chút xíu nha. Rồi mỗi chị cho anh Hà xin nút chia sẻ like tương tác. Nhớ có chia sẻ like giùm em. Em chốt cho mấy chị quần này với giá là 19.000 một quần. Đầu like áp dụng chị nào có chia sẻ like. Nhớ chị nào may mắn là có đơn nha. Rồi chốt 19.000 và có chia sẻ like cho anh Hà. 5 lần cá nhân, 5 lần nhóm hội. Hiện lên cái logo người chia sẻ cho anh Hà nha. Chứ mấy chị không hiện lên logo là em không có chơi được. Đúng không? Quần mua mì 19.000 đủ size luôn mấy chị. ML 1X 2X luôn. ML 1X 2X cho anh Hà luôn. Dạ nó thuộc tí cho anh Hà. Chưa em nói cho. Nhưng coi. Đó. Đó nó có cặp đé điện mấy chị. Đó. Mấy chị lấy 2-3 cái đó là mấy 2-3 cái cặp khác nhau. Nhưng có cặp đé thì phân biệt được là đé. Còn cái này là cặp chữ, cặp đé là cặp chữ thôi nha. Rồi 19.000 áp dụng chị nào có chia sẻ like cho anh Hà 5 lần cá nhân, 5 lần nhóm hội nha. Em thấy mấy chị ít chia sẻ like cho em quá luôn rồi, mấy bạn hết thương tôi đúng không? Con bé quy này lâu lắm mới có nó mới chị. Con này người ta bán thị trường là 200 mấy ngay một cái đó, chứ không dưới đâu nha. Thị trường người ta bán 200 mấy cái quần u mì như này nhớ chị nha. Túi sâu chứ mấy chị đừng tiền, đừng điện thoại thoải mái luôn. Con là con bé quy giùm em. Ai mặc quần này rồi cứ sướng mà thôi. Đấy 19.000 quần mấy chị ơi. Áp dụng mấy chị có chia sẻ like cho em nhanh tay nha. Em chốt 19.000. Rồi lên em một ca chia sẻ đi mấy chị. Rồi quần 19.000 thì áp dụng chị nào có chia sẻ like thôi. Và nhớ có chia sẻ like giùm em 5 lần cá nhân, 5 lần nhóm hội. Hiện lên cái logo người chia sẻ nha. Em thấy nhiều chị không có hiện lên logo người chia sẻ mà cứ chốt hàng rẻ, hàng đẹp thì đâu có chốt được. Đúng mấy chị.
cái này mặc em mặc này 2 năm rồi mới chịu. Bữa nay mặc cái quần này à, nên lấy cái áo này lên mặc thôi để mấy chị thấy cặp quần thôi, cho cặp quần nó rất đẹp đấy nha. Hàng U10 giùm em nha mấy chị nha, U10 hàng đủ size từ 38 tới 70 nha. Đó, đủ size từ 38, bộ quần 38 cho tới 65 kg thôi. Mẫu này không có size 70 kg nha. Rồi bắt đầu chốt đơn luôn mấy chị ơi, còn 10 giây nữa bắt đầu chốt quần 19.000 nha. Rồi comment nhanh tay giùm em 10 giây nữa thôi. Mai ơi, chào Mai ơi. Năm chị may mắn ngày hôm nay quần 19 nha giùm em nha mấy chị. Được quần 19 cố gắng chốt đủ đơn 100.000 thì đi đơn cho mấy chị nhớ chị nha. Rồi em lên em xẻ luôn mấy chị quần này. Nó chụp hình nữa. Rồi, 5 lần cá nhân, 5 lần nhóm hộ giùm em nha. Cho em thấy nhiều chị chia sẻ like mà ôi, Hà ơi chị chia sẻ like nhiều lắm mà không có chụp hình gửi cho anh Hà cũng không có chốt được gì nha. Chứ phong bếp duy của mấy chị biết rồi đúng không? Đó, số lượng này ít không mấy chị. Em còn được bao nhiêu thì em bán tặng cho mấy chị bao nhiêu thôi. Chất thì siêu đẹp rồi đúng không? Không ra màu, không xù lông, chất bao xịn sò cho mấy chị. Rồi chị nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Đừng khỏi bị ẩn comment. Rồi bắt đầu chốt luôn nè. Nhanh tay nha. Nhớ các chia sẻ like giùm em phong bếp duy đủ size từ 22X thì 65kg đổ về luôn mấy chị nha. Đủ size từ 38 tới 70. Phát lơ 38 tới 65. Phát lơ gấu quần này nha, 19k nha. Ok luôn. Chị nào may mắn thì hôm nay thì được quần 19k nha mấy chị nha. Hình viên. Rồi em xẻ quần này luôn. Hình viên có quần 19k nè. Hôm nay em xẻ cho mấy chị bộ nam rồi nữa mấy chị. Nhiều mẫu. Diệu Tịnh có quần 19k nè. Nay chủ nhật mà đúng không? Có nhiều chị đâu có đi làm nữa đúng không? Hôm nay hốt hàng nghỉ hàng này. Không còn biết đi đẹp lắm mấy chị. Dễ mặc. Ai chân to mặc bóc ok nha mấy chị nha. Còn chị nào chân nhỏ cũng ok luôn đúng không? Hồng hờ lơ có quần 19k. Hồng hờ lơ. Trời ơi. Cái cặp của nó xuất sắc luôn mấy chị ơi. Nhi đọc tên là có hàng nha. Một chị may mắn nữa. Còn một chị nữa. Nhanh tay giùm em luôn mấy chị. Ôi quần này bán với mấy chị. Chút chuẩn bị em xẻ chị có giá nè. Giá chưa bao giờ có luôn. Nha. Chị Liên Đoàn nè. Em xẻ một cái giá chưa bao giờ có. Đọc lại lần nữa đi em đọc luôn đi. Giá chưa bao giờ có thì xẻ cho mấy chị ngày hôm nay. Năm chị may mắn có quần 19k nè nha. Liên Đoàn, Hồng Hờ Lơ, Diệu Tịnh, Hình Dương và chị Phát Lê. Rồi năm chị đã nha. Quần này chị có bấy nhiêu mẫu hàng cao trên rúng cho em Hà nha. Hàng cao trên rúng giùm em. Chị nào chưa mua được quần rẻ thì chia sẻ like giùm em thêm lần hai lần để khỏi bị ẩn comment thôi. Quần này em Hà sẽ chốt cho mấy chị một cái giá chưa bao giờ có gì nha. Hàng thị trường 200 mấy. Em sẽ xả luôn cho mấy chị quần này với giá là 79.000 một quần nha. Đủ size từ 38 cho tới 60kg. Ủa 65kg nha. Đủ size từ 38 tới 65kg. Mấy chị lấy thì comment cho anh Hà, Hà sẽ 79.000. Mấy chị lấy chốt như hay là mẹ lẻ cộng giùm em 1 cái, 2 cái, 3 cái cộng số điện thoại Hà lên đơn. Mà khuyên mấy chị luôn nên lấy 2 cái mấy chị. 2 cái thì em chốt cho mấy chị một cái cặp chữ và 1 cái cặp đá. Chị nào muốn lấy 2 cái chữ thì chiều báo em chốt 2 cái chữ cho chị nha. Còn không thì em sẽ chốt cho mấy chị một đá, một chữ hoặc là 2 cái chữ khác nhau luôn. Nói chung quần này mặc chỉ có xuống thôi mấy chị. Hàng U10 không rù xù lông, không ra màu, không co rút sợi chỉ gì hết luôn. Bao cho mấy chị mặc luôn mấy chị nha. Không có xù lông gì đồ hết trơn á. Rồi, đặc biệt nha, chị nào mà cái chân hơi bị to, mặc đùi to nè. Mặc lên không thấy đùi to. Mà mấy chị chân nhỏ á, là mặc vô cái form nó rộng rộng như này không thấy chân nhỏ luôn. Hàng này mấy chị biết mà đúng không? Cái form của nó là form quần baggy giùm em. Đó, mấy chị mặc với áo sơ mi, sơ vin cũng được, áo thun cũng được. Mặc được tất cả các loại áo luôn. Hà xả với chị quần này với giá 79.000. Chốt em với cú pháp là lẻ cộng giùm em 2 cái hoặc là 1 cái hoặc là 3 cái đó cộng giùm em số điện thoại kèm số ký luôn đó chị nha. Kèm số ký luôn. Em chốt 79.000 quần. Rồi bà nào gặp em ngày hôm nay thì hốt đi mấy chị. Số lượng này không có nhiều đâu mấy chị nha. Không có nhiều giùm em nha. 79.000 quần giùm em Hà. Ok chưa? Khuyên mấy chị luôn lấy 2 cái. Chứ bữa sau về mặc một cái xuống quá hỏi em Hà ơi còn không, lúc đó không còn đâu mấy chị. Vì số lượng hôm nay em Hà soạn kho ra chỉ còn đâu được ít căn quần thôi. Nên là em Hà sẽ luôn như mấy chị 79.000. Hồi xưa giờ không bao giờ có giá 79.000 đúng mấy chị. Nha, hàng này thị trường là 200 mấy hết trơn á. Rồi chốt cho em Hà nhanh cú pháp nha mấy chị nha. Lẻ cộng giùm em 2 cái cộng em số ký cộng số điện thoại Hà lên đơn. Chị nào có đơn nhà em rồi thì không cần lên số điện thoại lại nha. Còn đơn mới thì cộng số điện thoại lại.
Còn những tỉnh phía dưới thì không chốt hàng dùm cho em hàng nhé chị nha. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Tới Đà Nẵng rồi anh. Nha, 7 tỉnh phía dưới thì không chốt hàng dùm em, vô điện nó không có nhận hàng nữa nhé chị nha. Còn 40 mấy tỉnh còn lại trên đất nước Việt Nam thì em vẫn ship hàng bình thường. Nhớ chị nha, tiền ship trong tỉnh Phú Yên là 17.000, ngoài tỉnh Phú Yên 30. Ừ, Hà xẻ quần này trước rồi Hà lên bộ Nam cho mới chị. Hà lên vùng đùi siêu giãn cho mới chị nữa. Này là đợt này, đợt này là hàng siêu siêu xẻ cho mới chị rồi. Cái giá thì chưa bao giờ có rồi mới chị. Em xẻ 79.000 một quần thôi, lấy đi comment giùm em nha. Lấy hai cái thôi mới chị ơi. Lấy một cái chị nói, ui chị có một cái 79.000 không đi đơn đâu mà thiệt trình cái quần này. Cái giá của nó là phải 200 mấy nha, chứ không có dưới nha mới chị nha. Nhìn cho em nè. Túi sâu thoải mái giùm em Hà luôn. Túi sâu thoải mái, đựng tiền, đựng điện thoại thoải mái cho em Hà luôn. 79.000 một quần giùm em, lấy thì comment cú pháp lẻ cộng giùm em. Số lượng cộng số ký cộng số điện thoại em Hà lên đơn nha. 79.000 quần. Đó, lấy hai quần về mặc mới chị. Những cái quần như này là mình mặc nó hắt dáng vô cùng luôn. Đó, mặc lên là nhìn mông đồ đẹp luôn nha chị nha. Nhiều khi mấy chị chân hơi đùi hơi thô thô á, mình mặc cái quần này vô nhìn cái đùi mình nó không có bị thô nữa. Còn mấy chị mà cái chân hơi nhỏ, mặc vô nó phồng rộng rộng ở bên đùi nè, nhìn cái chân mình nó to hơn nha mấy chị nha. Đặc biệt cái phong FV là như vậy á, ai mặc cũng đẹp hết luôn mấy chị. Đó, chị mặc với áo thun cũng được, áo sơ mi cũng được, nói chung là dễ mặc lắm mấy chị ơi. Cái quần này dễ mặc lắm, em chọn cái áo thun hơi ngắn ngắn cho mấy chị mặc thấy cái cạp cho nó dễ. Đó, mấy chị lấy hai cái thì em chốt với chị một cặp chữ, một cặp đá chị nha. Trời ơi, em sale có 79.000 quần rồi mấy bà. Có 79.000 quần thôi. Mẹ này em có size ML 1XX chứ gì nha. 65kg đổ về giùm em. 65kg đổ về mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ, có 79.000 thôi. Hôm nay mà không lấy nữa thôi, không biết ngày nào mới chị lấy nữa mới chị. 79.000 quần hôm nay mấy bà không lấy nữa thì không biết khi nào mới chị lấy mấy chị ơi. 79.000 thôi, đặt hàng thì còn hơi nhanh. Lẻ cộng giùm em hai cái cộng số ký cộng số điện thoại em Hà lên đơn. Hai cái chỉ có 158.000 thôi mấy chị nha. Hai cái có 158.000 thôi chứ không có mắc mỏ gì đâu, yên tâm giùm em nha. Nên lấy hai cái đừng lấy một cái mấy chị. Một cái là về tiếp, bởi vì hàng này cái vải của nó rất là đẹp cho em Hà nha, không xù lông, không ra màu gì hết. Mấy chị mặc đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được với cái quần này hết á, chỉ có một màu đen mà nó khác cạp nha. Rồi, ai đặt hàng thì comment nhanh tay dùm cho em Hà nha, lẻ cộng dùm em. Số lượng hai cái thôi mấy chị. Ừ, hai cái thì em chốt với chị một đá một chữ, còn chị nào muốn lấy hai cái chữ không thì em chốt với chị hai cái. Hai cái nó khác chữ thôi nha. Đó. Trời ơi, dễ mặc cực kỳ luôn mấy chị. 65kg đổ lại nha, 65kg đổ lại nhớ cảm ơn số ký giùm em. Lẻ cộng giùm em số lượng hai cái cộng số ký cộng số điện thoại mấy chị ơi. Dạ đủ size từ 38 tới 65kg nha. Đủ size cho em từ 38 tới 65kg. Mỗi chị cho em Hà xin nút chia sẻ like để khỏi bị ẩn comment với chị nha. Lên đồ nam em chưa lên nha. Có nguồn chút cho mấy chị xíu nữa em lên đồ nam rồi gộp đơn. Rồi đủ size từ 38 tới 70 giùm em nha. Đủ size từ 38 tới 65kg nó lộn nha. Quần này 65kg đổ lại thôi. Bắt đầu đặt tên chốt hàng nha. Chị nào chưa có cứ comment giùm em. Nên lấy hai cái mấy chị. Lấy một cái về bữa sau. Lấy thêm muốn có mấy chị ơi. Hàng này mấy chị biết mà. Từ đầu năm tới nay mới nó mới hàng này xuất không được nè mấy chị. Nó mới rớt được ít thôi. Chứ còn hàng này không có mấy chị ơi. Không xù lông, không ra màu gì hết à. Mà cái form bếp ghi như này nữa chị, mà Hà xả cái giá 79.000 nè mấy chị. Thiệt luôn á, chưa năm nào mà số rẻ như năm nay luôn. Bình thường đợt năm ngoái thì em bán 99.000 là bán em sale rồi á. Còn những chỗ khác là toàn 200 mấy không. Em chốt không biết vậy, cái giá này giá siêu rẻ luôn. Rồi nhanh tay dùm cho em Hà chị nha. Dạ đủ size từ 38 tới 65kg nha chị nha. Đủ size từ 38 tới 65kg em form bếp ghi siêu đẹp nè. Đó, mấy chị lấy hai cái chốt một đá một chữ nha. Rồi bắt đầu đọc tên chốt hàng nha mấy chị ơi. Nghe đọc tên là có hàng nha, nghe đọc tên thì đừng comment nữa. Mấy chị chưa có số điện thoại, cần đem số điện thoại lên em nha. Ok, chị Thùy Trang nè, chị lấy hai cái mấy chị. Em nói đảm đọc mấy chị thấy khách em lấy toàn hai cái không à. Bởi vì hàng này mấy chị đó biết là thường thường là cá mình nhà em có thôi, hiểu không? Mấy chị đi mua chỗ khác nếu nó rẻ nhất cho mấy chị thì cũng 200, hơn 200 ngàn cho không có dưới mấy chị. Trên 200 ngàn cho không có dưới đâu. Hà sẽ 79.000. Em chơi lớn với mấy chị ngày hôm nay luôn nha. Chơi lớn với bà ngày hôm nay chỉ có 79.000 thôi mấy chị. 79.000 quần à.
nha. Rồi chốt hai quần về mặt nha. Em thấy nhiều chị khách thì em toàn lấy người ba bốn cái mặt nửa năm hư xong rồi, ví dụ như mặt năm hư quay sang năm cũng cái mẫu đó nhưng mà cái cảm nó khác đấy, mấy chị lấy về thay đổi thôi vì mặt rất là sướng luôn mấy chị. Quần này mấy chị mặc kiểu như 24 giờ, mặc trong vòng 24 giờ cũng không thấy mệt mỏi gì luôn, đúng không mấy chị? Đời này mấy chị đi làm mấy chị mặc thêm cái quần rin là nó mệt, rất là mệt luôn, đúng không mấy chị? Nhưng mà mặc cái quần này em đảm bảo mấy chị rất là thoải mái luôn nha. Rồi mấy chị đặt hàng thì cùng em mã lẻ cộng giùm em số lượng 2 cái cộng giùm em số ký cộng số điện thoại em hài lên đơn. 2 cái có 158 nha. Bắt đầu đọc tên chốt hàng nha, cuối cùng mau giùm em. Ok, chị My Trần, chị Thùy Trang, chị Phương Thảo, chị Liễu Nguyễn, gì vậy, con gì đây? Chị Ni Ni, chị Nguyễn Chính, chị Bé Tâm. Ok, chị Lệ Hằng, ok, chị Hảo Hảo, lấy 2 cái đấy mẹ ơi. Ok, chị Tuyết Hoa Phạm, Lucky Dương, ok, Bảo Ân, Liễu Trần, Hội Lê, chị Ngọc Sim, lấy 2x nha chị nha, Mỹ Chi, Nhi Mèo, quần này hết lớn nhất. Ok, chị Nguyễn Thị Diệu, chị Tuyết Võ, chị Dương Hương, chị Tuyền Nguyễn, chị Trương Kiều, chị Trương Hương, chị Thu Phan, bộ nam chờ chút xíu nha. Ok, chị Khang Minh, chị Hợp Phố, chị Gia Hân, chị Nguyễn Hiền, chị Như Ý, Ý Như, chị Dương Nguyễn, Nguyễn Hiền. Ở sao hai cái Nguyễn Hiền gần gần nhau mà con có trùng không? Chị Trần Kim Bu. Rồi ai lấy quần thì comment nhanh tay giùm em nha. 50, 55, 60, 65. Màu sắc khác nhau 5 ký em. 50, 55, 60, 65. Rồi nhanh tay cho em hè luôn nha. Chị có 79 ngàn lấy với chị. Số lượng em hè không có nhiều đâu. Lấy 2 cái là đảm bảo với chị liền em hè luôn. Chị nào hồi xưa giờ chưa biết tới quần U mì nhà em hè ấy, thử đi mấy chị. Trời ơi, có 158 ngàn 2 quần. Lấy 2 quần về mặt thay đổi nha, đủ size từ 65 kg đổ lại luôn. Nên mấy chị lấy thì nhanh tay giùm cho em hè nha, nhanh tay giùm em luôn. Ok, chị Minh Kiều, chủ khách em toàn lấy 2 cái có người 5 cái luôn nè. Ok, chị Phương Phương, chị Hân Hân Phạm, chị Tuyền Tuyền, chị Nhi Nhi, chị Hòa Thải, chị Hòa Thải mặc quần này em nhiều lắm rồi đúng không? Rồi ok, chị Thoa Nay, chị Thanh Trang Lê, chị Văn Huỳnh, chị Nga Nguyễn, chị Nhi Nhi, chị Huỳnh Hương, chị Nguyễn Thị Huyền nhá. Chỉ có 79.000 quần thôi, lấy cái comment nhanh tay cho em hè nha. Bè nào chưa có tranh thủ nó mới chuyện. Hàng này em không có nhiều đâu nha, hàng này không có nhiều đâu. Em đang chốt quần, chị chốt áo, chị trà trang chơi kỳ vậy. Em đang chốt quần áo đâu ra 2 cái số 2 ký chị yêu ơi. Anh coi dữ vậy. Rồi mấy chị lấy đi comment nhanh tay giùm em nha. Chị có 79.000 thôi. Mấy chị bị ẩn rồi. Đây, chị có mua bận rồi, nhẹ nhàng dễ chịu, thấm hút mồ hôi tốt. Cảm ơn chị Trương Kiều. Đấy, chị nào biết cái quần này em rồi thì cứ lấy thêm nữa mấy chị. Trang hè xin cái phản hồi nha. Quần này chị nào mặc như em rồi, Trang hè xin cái phản hồi luôn. Đủ size từ 38 tới 65 kg nha chị nha. Đủ size từ 38 tới 65 kg. Khách nhà em mặc quần này rồi, cho anh Hà xin các phản hồi nhẹ nhẹ mấy chị ơi. Khách nhà em mặc quần này rồi, cho anh Hà xin các phản hồi nha. Đủ size từ 38 tới 65 kg cho mấy chị luôn. Đặt hàng cứ comment giùm em là lẻ cộng giùm em 2 cái cộng số ký cộng số điện thoại. Mà đặc biệt hôm nay sẽ cho mấy chị quá rẻ luôn mấy chị, có 79.000 quần à. Nha, có 79.000 quần thôi mấy chị ơi. Số lượng em không có nhiều đâu, bèo lấy thì nhanh tay giùm em. Đủ size từ 38 tới 65 kg. Cảm ơn em là cú pháp là lẻ cộng giùm em 2 cái cộng số ký cộng số điện thoại hàng lên đơn. Mấy chị nhìn form giùm em, ngồi lên ngồi xuống không bao giờ bị trùng gối hay là bị nhãn vải gì hết. Em nó mặc rất là sướng luôn mấy chị, chất co giãn thoải mái mà đặc biệt nha. Cái đai này, cái đai quần này mấy chị, mặc lên là đảm bảo cho mấy chị nó ép được bụng cho mấy chị luôn. Bởi vì cái địa quần là lớn rồi ha. Chị nào mà bụng hơi to to mấy chị, bụng dưới hơi to to hoặc là bụng phía trên là hơi to to, mình mặc vô nó có cái độ bì như này nè, nó có cái độ bì á chị nha, đó là nó ép được cái bụng của mình, nhìn của mình nó ra eo hơn chút xíu luôn á chị nha. Đấy, nó hắt dáng của mình rất là nhiều, cực kỳ đẻ luôn. Chị nào mà bụng hơi to to nè, á cái bì này bị lớn luôn nữa chị, nó ép được bụng như mấy chị luôn ha. Đấy, 79.000 quần thôi, lên form lên dáng rất là đẹp chân hè luôn, đủ size từ 38 cho tới 65 kg nha mấy chị nha. Em Hà còn đủ size từ 38 tới 65 kg. Đủ size từ 38 tới 65 kg. Nhưng mà em mới chỉ lấy 2 cái thì một đá và một chữ chị nha. Đá không nhiều em. Còn ai không có đá thì lấy 2 cái khác, 2 cái khác chữ về cũng được mấy chị nha.
rất là sướng cho anh Hà luôn, mặc sơ vin cũng được nè, mặc thẻ ở ngoài cũng ok luôn nha. Rồi 7-9 ngàn cái lấy đi, cảm ơn nhanh tay giùm em, ai chưa có quần này nhanh tay liền. Chị nào mặc quần này rồi cho em xin cái phản hồi nhé, bạn nào mặc quần này rồi cho em Hà xin cái phản hồi. Rồi chia sẻ like mạnh mạnh tay mấy chị ơi, chuẩn bị em lên cho mấy chị đồ nam nha, chuẩn bị Hà xẻ đồ nam cho mấy chị nè. Chị nào chưa chia sẻ nhớ chia sẻ like nha. Em mua nhiều lắm rồi, cái quần này mặc đẻ lắm rồi, ok. 79 ngàn cái quần u mì giùm em nha, form là form Becky chăm hè, chỉ có 79 ngàn quần thôi mấy chị. Mặc cái quần luôn nhìn mông nhìn mông đẻ lắm nha. Đó 79 ngàn quần thôi, ai chưa có comment nhanh mấy chị ơi. Đủ size từ 38 tới 65 kg nha mấy chị nha, đủ size từ 38 tới 65 kg lấy thì comment nhanh tay chăm hè thôi. Hai cái về mặt, một cái mỗi mấy chị đặt đơn nhớ lên số điện thoại em lưu nha mấy chị. Ừ mấy chị đặt hàng không có số nha, em không có chốt hàng được nha. Comment em cũng cú pháp là lẻ cộng giùm em hai cái cộng số ký cộng số điện thoại, ai muốn lấy 3-4 cái thì cứ ghi giùm em 3-4 cái gì đó em lên đơn cho mấy chị đó. Quần này về mặt không đẹp cũng lấy tiền của bà luôn. 65 kg đổ lại nha, đủ size từ 38 tới 65 kg luôn mấy chị ơi. Rồi đặt hàng thì cảm ơn cho em nha, lẻ cộng em số lượng cộng số ký cộng số điện thoại mà lên lấy hai cái nha. Đặt hóa đâu đem đi, một cái đảm bảo là tiếp ship luôn nha. 79 ngàn quần thôi, lấy hai cái về mặt mấy chị ơi, chứ lấy một cái uổng phí ship mình đi một cái phí nó cũng ba, trong tỉnh nó 17 ngoài tỉnh nó 30 nó uổng phí ship mấy chị. Ra ngoài mua quần này dưới trên 200 ngàn nha, không dưới đâu mấy chị. Ra ngoài quần này mua trên 200 ngàn giùm em, nhìn chất cho em hè nè, mặt không bao giờ mà nó bị cắn rứt vải hay gì hết nha mấy chị nha, không bao giờ mà nó bị lộ lỗ gì hết luôn. Ở trong nó may cái ba đường chỉ cho mấy chị luôn, bị quần lớn ha, bị lớn nè, ép được bụng cho mấy chị luôn, nó tạo thành cái eo cho mấy chị luôn. À, bụng mấy chị tới đâu là nó giãn tới đó thôi, nó ôm lại mấy chị, nó ôm sát bụng mình luôn. Đấy, mình mặc vô mặc với cái áo thun ôm nữa, nhìn cái dáng đó có đẻ luôn, nó ép được bụng mấy chị nha. Nhiều khi mình bị, nhiều chị bị bụng mỡ này, bụng hơi này, đang mặc cái quần này cái bị lớn này nó ép được cái bụng mình, trời ơi bụng nhỏ đẻ lắm, nha, bị lớn luôn. Chị Như lên số điện thoại nha. Em bao đẹp cho mấy chị luôn, hai cái thì hai cặp khác nhau mấy chị ơi. Thôi đẹp cực kỳ, 79 hay sẽ 79 ngàn, ai chưa lấy comment nhanh danh hề nha, đủ size từ 38 tới 65 kg mấy chị ơi, lẻ cộng hai cái cộng số ký cộng số điện thoại em Hà lên đơn cho mấy chị, duy nhất ngày hôm nay thôi mấy chị, ai chưa có chút nha. 79 ngàn quần nha, nhớ là 79 ngàn quần, nhớ là 79 ngàn quần nha mấy chị nha. À, rồi lấy thì comment nhanh tay giùm em, chị nào chưa có cứ comment giùm em là lẻ cộng giùm em số lượng hai cái ba cái gì đó mấy cái thì comment giùm em mấy cái cộng số ký cộng số điện thoại lên hàng lên đơn cho mấy chị. 65 kg đổ về chốt cho anh Hà nha. Em nói cái phong quần này đẻ ngồi lên ngồi xuống thoải mái, mà ai mà chân to thì mặc cái quần này vô nhìn cái chân nó rất là nhỏ luôn, còn chị nào mà chân nhỏ mặc vô cái phong rộng rộng như này nhìn cái chân nó rất là to nha mấy chị nha. 79 ngàn nhìn cái bìa quần này mấy chị, nhìn cái phong quần rất là đẹp luôn, lưng cao giùm em nè, đó bìa cái bìa này bìa lớn này nó ôm được cái bụng mình lại nè, đấy vua đó, vua mấy chị ép được bụng nè, vừa ép được bụng mà ra dáng cái rất là đẹp luôn nè. Rồi 79 ngàn quần, quần này bà mặc đi làm đi chơi rồi gì cũng ok hết gì nha, dễ mặc vì nó rẻ mấy chị, có à sẽ có 79 ngàn quần nhưng mà mấy chị được thưởng thức với cái giá của hàng xịn đó chị nha, với cái giá của quần 200 mấy cho không dưới nên mới chịu nhìn cho em nè. Rồi ok chưa, bắt đầu đọc tên chốt hàng nha, ai chưa có comment em là lẻ cộng giùm em hai cái cộng số ký cộng số điện thoại này lên đơn mới chị nhìn cho em nè. Khách nhà em là cứ gặp, bởi vì hàng này không có thường xuyên mới chị, lâu lâu nó mới có ăn lượt, hàng này hàng xuất không được nên mới chị, nên ra cho mới chị giá 79 ngàn đợt này là quá trời lỗ luôn nha. Rồi em đọc tên chốt hàng, chị nào chưa có cứ comment cho em là lẻ cộng giùm em hai cái cộng số ký cộng số điện thoại em hàng lên đơn cho mấy chị nha. Chị có 79 ngàn quần rồi mấy chị, nhìn cái phong mê ly luôn. Rồi ai chưa có comment nhanh giùm cho em Hà nha, đủ size từ 38 tới 65 kg mấy chị ơi. Rồi em Hà đọc tên chốt hàng này mấy chị. Ok chị Hà May nè, chị Phạm Tuyền chưa có số nè, chị ghi lẻ hai cái 50 mà chưa có số. Chị Phạm Tuyền comment lại giùm em nhé chị. Chị Phạm Tuyền comment lại giùm em nha, comment lẻ hai cái 50 kg kèm số ký chung dòng nha. Ok chị Mỹ Thi nè, chị Triệu Đô La nè, chị Thị Bích nè, chị Nguyễn Huệ nè, chị Hoa Hồng nè, chị Phương Ngân Văn cũng không có số điện thoại luôn nè, Hà Quang nha. Mấy chị đặt hàng thì comment giùm em
lẻ cộng hai cái cộng số ký cộng số điện thoại em hàng mới lên đơn được. Nhưng mấy chị không kèm số ký cũng không có số điện thoại cũng không lên đơn được mấy chị. Cho số điện thoại nhớ cho đúng nha. Chị Nguyễn Phượng nè, chị Như Lê lấy một cái đé một cái chữ mà không có số điện thoại cũng không chốt đơn chị Như Lê nha. Ok chị Nam Lan, chị Sinh Bùi nè, trời khách quen quá trời nè. Nguyễn Thanh Thùy, chị Cao Xuân Liên nè, Kim Liên nè, Dương Thúy Phượng nè. Ok chị Ngô Thức nè. Ok chị Phượng Nguyễn nè, em ok chị Nguyễn Cẩm nè. Ok chị Ly Phận nè, ok chị Thuy Thu nè, chị Nguyễn Phấn nè. Ok chị Nguyễn Huyền nè. Em ok chị Kim Tuyền nè, có 79.000 thôi mới chị lấy thì comment nhanh. Không có số nhiều quá. Chị Thanh Nhàn cũng có số luôn, em qua luôn nè, đặt hàng thì comment giùm em. Lẻ cộng em 2-3 cái đó, cộng số ký, cộng số điện thoại em hàng lên đơn. Mấy chị mua hàng em được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Ok chị Long Nguyễn, chị Tim Lan, chị Huy Quốc, Huy Nguyễn Quốc. Ok chị Nguyễn Hồng, ok chị Hồng Sang, Kiều Trương. Giấy này dính dữ ra. Sơ Nguyễn Thảo Nguyên, chị Trà Trang có rồi nha. Ok Tuyết Ngân Lê, ok Trinh Ruby, chị Toàn Hà cũng có số luôn này, đặt hàng mấy chị ơi kèm số đi mấy chị. Ok chị Thuy Nguyên, Thuy Nguyên anh nắm tên đây bấm số điện thoại gọi Thuy Nguyên nhớ là vụ như bữa có chị Thuy Nguyên 3-4 lượt cái số điện thoại sai. Đây là Thuy Nguyên hả? Ok chị, ok Quốc Thanh, Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Thị Lanh chưa? Ok Nguyễn nhớ, giấy này dính quá. Ok chị Thiên Hương lấy hai cái về mặt mấy chị ơi. Ok chị Nguyễn Hảo, chị Khang Lê, chị Thuy Võ, chị Trúc Ly. Ủa giấy này dính. Ok chị Diệp Nguyễn. Ok chị Khoa Duy Khoa Phạm. Ok chị Huy Hương, chị Ngọc Chi, Thuận Phát, Duyên Thùy, Cam Mông, Bích Du, Đẹp Bí. 79.000 quần mới chị, đủ size từ 38 cho tới 65kg nha. Đủ size từ 38 tới 65kg giùm em. Đủ size cho mấy chị từ 38 tới 65kg, lấy hai cái về mặt mấy chị ơi. Hàng này là bao sale nha mấy chị luôn. Bộ nam chưa lên mấy chị. Ai thích bộ nam cho em Hà xin nút chia sẻ like để khỏi bị ẩn, comment em Hà lên. Cái phong quần này mấy bạn, ôi cái phong quần em nói chị nghe, cái phong quần này mặc lên xuống mặt đời luôn. Rồi, ai chưa có quần này comment nhanh giùm em nha. Chị nào có rồi thì cho em Hà xin dấu chấm em Hà qua mẫu nha. Còn chị nào chưa có thì tiếp tục comment cho em Hà. 79.000 quần đủ size từ 38 cho tới 65kg luôn nha. Đủ size từ 38 đến 65kg. Mặt ngon lắm luôn, trời ơi. Chị Hồng My nói chị Thương Phạm là mặt ngon lắm rồi. Ừ cái quần này mặt ngon lắm á trời. Ai đẹp kiểu như hồi vô chưa, cái thưởng thức quen của quần U10 nhà em á. Lấy thử hai cái đi. Về mặt đảm bảo viền luôn. Bởi vì hàng này em nói chỉ một năm nó có khi nó có một lần hoặc là hai lần thôi mấy chị, nó không có miết đâu mấy chị ơi nha. Mà đợt này em cho mấy chị ra cái giá đợt này dịch nữa mấy chị, em trợ giá cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Đợt này cái giá cho cái giá là ra cho mấy chị cái quần này 79.000 mấy chị nghĩ đi, muốn cái thùng muốn người thợ may cái quần đúng không, mà cái vải chất xịn sò như này không xù lông không ra màu đấy, mà may đường chỉ xuất sắc như này cho mấy chị, mà ra cái giá 79.000 ở đâu có mấy chị đó. Chị có dịch người ta không có xuất được mấy chị ơi, không có xuất ra shop được nè, không có xuất nước ngoài được nè đó. Quần này chị có bán trong shop không mấy chị nha, mấy chị ra chợ thử ai bán quần này không, không có đúng không. Chị có những cái shop hàng cao cấp nè đó, shop là kiểu như mấy cái shop hàng mà công sở cũng hay có những cái mã quần như này. Đợt này đâu có cái shop nào mà mở được đâu đó, nên là nó hàng nó sẽ lỗ, nó sẽ lỗ ra cái giá có ăn mùa dịch không mấy chị ơi. Chứ còn 79.000 cái quần này mấy chị, em nói thiệt mấy chị luôn á, mấy chị hốt đi nha. 79.000 quần thôi, đủ size từ 38 tới 65kg em cho anh Hà. Cảm ơn em là lẻ cộng em hai cái cộng số ký cộng số điện thoại em Hà lên đơn nha. Hai cái có 158.000 thôi. Chị nào có đơn rồi cho anh Hà xin dấu chấm, anh Hà qua mẫu. Còn chị nào chưa có thì cảm ơn cho anh Hà nhớ chị nha. Đó, ai chưa có thì cứ comment em là lẻ cộng hai cái cộng số ký cộng số điện thoại. Hai cái em chốt cho mấy chị hai cái cặp khác nhau, một đá một chữ hoặc là mấy chị hai chữ em nhân đá thì em Hà có ít hơn đấy. Hàng này em Hà sẽ mà đá thì có ít hơn nên đó, nên là mấy chị lấy hai chữ cũng ok nè. Ra chợ em mua 160 càng 160k một cái, nhưng ngon
không bằng chị Hà bán đâu, ok hả? À, chị thấy chưa, trăm sáu, nói chung là hàng này quần nhái rất là nhiều mới chị, nhưng mà hàng em chuẩn nha mới chị luôn, em bán 79.000 quần vô em bao cho mới chị, hàng 200 mấy nha, mà không có xù lông, không có ra màu gì hết, mà nó co giãn cực kỳ thoải mái. Vô mới chị, ví dụ đi làm công ty đi, mấy chị mặc cái quần này đúng không, đảm bảo mấy chị mặc dù như mặc từ sáng tới chiều nó không có mệt nha, nó thấm hút mồ hôi, nó rất là tốt luôn, nó không có làm cho người mình nó bị ép mồ hôi vô trong người mình nè, nó rất là mệt luôn nha, chứ không phải mấy chị nghĩ đơn giản mấy chị nói cái áo rồi thấm hút mồ hôi nó thoáng, chứ còn mà cái quần này mặc nó mặc dù như mấy chị mặc 24 tiếng cái quần này cũng không cảm giác mệt luôn, bởi vì mình mặc mồ hôi mấy chị nó tóc mồ hôi ra thì thấm hút mồ hôi nó ra bên ngoài hết nha, chứ không phải là nó cứ bít bít ở trong người mình nè, là nó mệt lắm quá trời nha. Nhưng mà em ra mấy chị cái giá 79.000 thì mấy chị nên lấy, khuyên mấy chị luôn, lời khuyên chân thành luôn, lời khuyên chân thành cho mấy chị luôn. Rồi ai chưa có cảm ơn nhiều em nha, lẻ cộng hai quần cộng số ký cộng số thoại, hôm nay được cái giá cho mấy chị cái giá rất là rẻ, 79.000 quần nha. Hồi xưa giờ em nói thiệt mấy chị, hồi xưa giờ chưa bao giờ em bán quần này 79.000 hết trơn hết trời á nha. Comment ẩn mất tiêu không mua được gì, em thấy Diễm Lê comment lên cho em đi chị. Mấy cái quần này mẻ có hơi nhiều này chốt đây, mấy cái mẻ như này mấy chị không chốt không được nữa là em không biết, em biết mấy chị chốt cái gì luôn á. Nhiều chị cứ kình hàng nhà hàng bán hàng khó mua quá, chốt hàng người ta comment nhanh người ta lấy hết. Cái mẻ này em có được mấy trăm cái này, mấy chị cứ comment cho em đi nha, thử có không nha. Bà Diễm Lê bực, Diễm Lê có chưa ta, có 79.000 quần thôi, lấy hai quần về mặc cho nó xuống đó chị, đúng không, cuộc đời mình sống được đâu bao lâu quá chị, thoải mái được lúc nào hay lúc đó. Rồi bắt đầu chốt hàng nha. Ok chị Thạch Phong, Thạch Phong, ok chị Hân Hòa, chị Kiệt Tuấn, chị Chi Nguyễn, chị Yên Trần, chị Nguyễn Hoài, chị Thu Hoa Nguyên, ok chị Hiếu Nguyễn, ok chị Thị Luân Đào, ok Văn Liễu, hai cái về mặt đảm bảo xuống với chị, ok Đặng Diễm, Phát Lê, ok, ok chị Thảo Trinh, ok Diệu Trần, Đông Vân, Nhan Sạch Thiên Nhân, Nhan Sạch Thiên Nhân, ok Hảo Hảo, cái giấy này dính mất không được, ok chị Hồi Thư, em ok chị Trần Hoa, chị Lương Minh Nguyệt, ok chị Lan Lan, Lương Phạm, Phúc Smell, Mỹ Kiều Võ, Yến Vi, chị Kha Hân, Yên Nhi, nhìn cái phân quần giùm em đó, mặc lên dù em ít lắm đó trời, nhưng mà mặc lên quần này lên nhìn thấy cái mông to không thì thấy không đó. Ok chị Yến Vi, chị Trần Châu, chị Trương Như, chị Lê Hảo, em mặc cái quần này là bình mới bình á, bình vừa mặc cái quần này là trời ơi nha, nhìn cái đùi này nó ôm lắm mấy chị ạ, à? Đó, nhìn nó ra dế nó có cái mông lắm mấy chị, quần này mặc lên nhìn nó có cái mông lắm, tuyệt luôn, đó, nhìn cái phong hồi sau nó mấy chị đúng không? Em là người lép mấy chị, trước lép sau nó cũng hơi lép, mà mặc cái quần này lên mấy chị nhìn cái mông mấy chị, em đứng nghiêng giống chị coi cái mông, đó, nhìn cái mông này thấy thương lắm, tuyệt luôn, có 79.000 quần thôi à. Rồi đủ size từ 38 tới 65 kg, ai chưa có thì cầm môi giùm em nhắm chị ơi. Ừ lấy thêm mấy chị, trước em lên bộ nam mình lấy về trong chồng nữa cho nó đẻ, xong rồi về mặc cái quần này thử cho ông chồng coi thử, xong rồi biểu ông chồng lấy đồ nam mặc ở nhà mặc thử cho quần này, nó đảm bảo cho ông nào cũng thích quần này hết đó, ông nào cũng mặc yêu, nhìn mà giờ mặc quần này là ông nào cũng thích hết trơn. Rồi 79.000 quần thôi, ai chưa lấy thì cầm, áo hai mặt không có mấy chị, áo hai mặt mấy năm rồi, áo mặc được trước áo kiểu đó bán có 55.000 cái, áo này để hết dịch rồi sau là xuống làm lại em sẽ đặt ngay. Bây giờ đợt này mới chị muốn hàng hàng ấy cũng không có luôn á chị, không có. Rồi ai chưa có quần u mì thì comment giùm em nha, đủ size từ 38 tới 65 kg mấy chị ơi. Chị Viên Kim Cương nè, em thấy chị Viên Kim Cương nè, nhưng mà không thấy comment của chị đặt hàng, comment lại giùm em nha. Chị nào hồi nãy giờ bị ẩn á, chưa nghe em đọc tên chốt hàng hả mấy chị? Hôm nay có đồ nam nhà Thảo Huỳnh. Thì mấy chị comment cho anh Hà lại nha, comment em là lẻ cộng giùm em màu cộng lẻ cộng em số ký cộng số điện thoại. Lấy hai cái thì ghi hai cái, ba cái thì ghi ba cái nha. Chỉ có 79.000 thôi mấy chị, đủ size từ 38 tới 65 kg. Ok chị Như Thảo nè, ok chị Minh Tâm nè, ok Vani Nguyễn nè, ok Lan Hương nè,
ok Cherry Yến nè, ok Mỹ Dung nè, ok Linh Ngọc nè, ok Huỳnh Hoài nè, ok Cột Em nè. Không có size 72kg chị ơi, size 65kg đổ lại thôi. Ok chị Huy Lương nè, ok chị Tiên Như nè. Chị Tiên Như bà hỏi một cái được không mà, có đâu có chốt đâu. Ok chị Nguyễn My Hạ nè, ok chị Đạt Ba nè, ok chị Trần Thị Kim Hồng nè, ok chị Thuy Nguyễn nè, em ok chị Song Thắm nè. 79.000 ai chưa có thì comment giùm em nha. Quay mẫu được chưa mới trời, chị có chị nào chưa có được không? Em thấy nhiều chị cứ comment bị ẩn miếu. Chị nào comment bị ẩn comment lại giùm em mới chị ơi. Một cái là tụi em vẫn đi đơn nha mấy chị. Mấy chị chịu thật ship em vẫn đi đơn một cái nha. Ừ, bán này một cái thì em hay bán cho mấy chị giá cao hơn chút xíu mà thôi. Em kệ đi. Mùa này ai cũng khó khăn hết mấy chị. Coi như là cái giá em hè ra cho mấy chị giá yêu thương đi. Cho chị em mình nhớ tới nhau thôi nha. Nhưng mà khuyên lên lấy hai cái, đừng lấy một cái, lấy một cái tiếp. Lấy một cái về mặt một cái, ngồi biết lấy hai cái về mặt cho xuống nha. Chị Hương Thị Bùi có hàng nè, Dung On có hàng, okay, Trần Thị Mỹ Hạnh có hàng, okay. Long Trương có hàng. Rồi, ai lấy nhanh tay với chị ơi, đủ size từ 38 tới 70kg, sao đứa không bốc bé vậy? Mày biết. Sao bé còn nhiều vậy? Một bé một chữ trước đi cho, còn chị nào không có thì mới hai bé cho, mới hai chữ cho. Rồi, mua bún mì thì đặc biệt có một màu một. Rồi mấy chị ơi, chuẩn bị hai lên bộ đồ nam nhé chị nha. Đồ nam thì khỏi phải nói rồi, rất đỉnh như em ngày hôm nay luôn. Chờ em chút xíu nha. Cảm ơn chị Thơ Trần nha, chị nhận đồ rồi. Biết mua thêm nhiều nhiều mà. Thấy chưa, em nói vì một like em like có một mẫu là xong luôn. Vì em ra cái giá cho mấy chị, cái trợ giá mua dịch này thì giá rất là rẻ rồi nha. Nên là chị nào ở trong vùng cách ly, trong vùng phong tỏa thì mấy chị mà không nhận được hàng thì đừng chốt hàng giùm em. À, những tỉnh phía dưới em có ghim nữa chị. Em có ghim là Hà Nội nè, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Đó, 7 cái tỉnh đó thì ngưng chốt hàng giùm em nha. Thì tới khi nào dịch nó ổn ổn mà những cái khu đó bưu điện nó nhận hàng lại á thì em sẽ giao cho mấy chị nha. Còn đợt này thì em chỉ giao có bốn mấy tỉnh còn lại từ 7 tỉnh đó ra nha mấy chị. Rồi em nói lại vùng này lần nữa, ai chưa có cứ comment giùm em nha. Đủ size từ 38 cho tới đấy là không có tí em. Đủ size từ 38 cho tới 65kg cho em hàng nha. Đủ size từ 38 tới 65kg giùm em. Em sẽ 79 nha một cái quần bếp ghi. Chị nào có rồi cho em nhà xin dấu chấm, em hàng que mẫu nha. À, chị nào có rồi cho em hàng xin dấu chấm, em hàng que mẫu. Còn chị nào chưa có thì mấy chị comment giùm em nha. Chưa có thì comment cho anh hè. Mẫu hay như này mới chỉ một màu đen thôi. Mới chỉ lấy hai cái thì hai cái khác cạp nha. Hai cái thì hai cái khác cạp. Đợt này quần công sở em ngưng rồi mới chị. Quần công sở đợt này nói chung là người ta nghỉ hết rồi mới chị. Không có hàng được đâu. Đợt này em còn gì là em sẽ đó cho mấy chị thôi nha. Còn gì là em sẽ đó cho mấy chị thôi. Chứ còn không có muốn gì được nấy như ngày bình thường được. Chị Nguyễn Mai có hàng nè, Phương Nghiêng có hàng, Tình Đạn có hàng, Viên Kim Cương có hàng nè, Tiên Như có một quần luôn. Rồi Y Ly Yến có hàng, Ánh Nhiễm có hàng. Rồi chị nào chưa có thì cảm ơn cho em hè nha. Đủ size từ 38 tới 65kg giùm em nha. Mấy chị lấy quần u mì thì cảm ơn giùm em. Lẻ cộng giùm em hai cái hoặc là mấy cái đó, cộng số ký, cộng số điện thoại em hàng lên đơn cho mấy chị. Bùi Mai có 79.000 quần. Bùi Mai có hàng nha. Rồi bây giờ em lên đồ nam cho mấy chị nha. 79.000 quần như em hà đang mặc mình có không? Chị Bùi Mai có chưa ta? Có thử, Bùi Mai có chưa? Bích Phương Mai Nguyễn có quần 79 nè. Mấy chị cứ comment giùm em á chị nha, cứ comment giùm em, ví dụ như cái nào em chưa thấy. Bùi Mai có rồi. Thì em thấy em chốt lại cho mấy chị. Ồ, cái nào có rồi thì hiện nay nó có rồi nha. Chứ bây giờ tình hình mấy chị cứ hỏi em có không, em cũng biết có không. Rồi, quần u mì em hà qua mẫu nha. Ai chưa có thì comment giùm em, đủ size từ 38 tới 65kg. Cúc Đạn có quần nha chị. Đủ size từ 38 tới 65kg. Mấy chị lấy thì nhanh tay lên lơ, có lẻ hai quần nè. Đủ size từ 38 tới 65kg. Hàng này mấy về không lấy được, em biết mấy chị lấy. Tay dâu có một sao. Một cái 60kg nè. 79.000 quần chị Thanh Nguyên ơi. Hôm nay sẽ có 79.000 thôi. Nhưng mà chất lượng hơn mỗi ngày luôn nha mấy chị nha. Chị anh có nè, Lâm Phạm có luôn nha, Lâm Phạm. Vải nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Hồi Nhiễm có nè. Rồi em thẻ sẽ đi số lượng thôi mấy chị. Một cái Thanh Nguyên có nè. Nói chung chị nào cần bán đã đúng là có. Vui lắm mấy chị ơi. Giờ nghỉ ở nhà buồn. Mà bán cho mấy chị ra cái giá này không biết cho hết dịch em có bán lại được nữa không. Hàng Hồ có nè. Sẽ giá rẻ quá rồi mấy chị. Đợt này em lời nhiều lắm, lời nhiều mỗi tình cảm của mấy chị thôi.
nha. Mùa này em chỉ giữ được mấy chị lời một tình cảm của mấy chị, mấy chị mua nhà hè nhớ tới hè được rồi nha. Đợt này không cần chi nhiều hết mấy chị ơi. Rồi ừ hả, trời áo đang mặc không có bán mấy chị ơi, áo đang mặc em muốn có bán, đợi em đi áo đang mặc để đợt đợt sau đi, đợt sau hết dịch xưởng rồi nó may lại thì em đặt người ta làm mà được, chứ còn hàng này em muốn ra nổ mấy chị ơi, hàng này không có hôm nay kiếm không ra nữa rồi. Rồi ai chưa có quần thì comment giùm em nha, 79.000 quần đủ size từ 38 tới 65 kg. Mấy chị lấy hai trái thì hai cặp khác nhau nha, có thể một đá một chữ hoặc là hai chữ cũng ok luôn. Minh Quân Trần nha. Có hàng nha. Hai chữ thì hai chữ nó khác nhau đi, mấy chị cứ yên tâm. Tay hai chữ thì có cái có kiểu như hàng mặt này, có cái như này nó khác nhau. Mấy chị cứ yên tâm giùm em. Rồi. 79.000 quần nha, hôm nay qua mẫu nha, tay chưa có nữa không nè mấy chị ơi. Tay chưa có không nè. Để chiều có mấy chị thiếu mấy chị cần em. Rồi, đồng hồ hả? Đồng hồ bữa bán có 99.000 nè. Em giữ lại hai cái em điêu nè, hết rồi mấy chị. Đợt vừa rồi cái đồng hồ này người thấy giá cao cực kỳ cao, em hút được có đâu 100 cái hay sao? Bảo ngon có 2 quần nè. Bảo ngon. Em đã dành mấy cái em điêu mà đẹp thiệt là đẹp luôn, thích thiệt là thích. Rồi. Dung Nguyễn có lẽ một quần nè. Nên lấy 2 Ngọc cái. Ngọc Duy có quần nè nha, Ngọc Duy. Nên lấy 2 cái đi, một cái tiếp đây. Sẽ có 79.000 thôi, số lượng hay còn ít thôi nè, còn được không? Mấy cái nữa thôi, ai chứ có mua mì thì comment giùm em nha. Rồi em hàng qua mẫu nha. Mẫu này hàng lại là lâu rồi, 45 phút rồi nè. Rồi, chị nào chưa có quần này thì comment giùm em nha. Đủ size từ 38 tới 65 kg cho em nè. Đó, mấy chị lấy mấy quần thì kêu em mấy quần cộng số ký, cộng số điện thoại em hàng lên được. Rồi, sẽ tiếp cho mấy chị cái. Cương thì bộ. Có nè. Bộ nam thì em có hai mẻ nha, một mẻ là mẻ áo thun không có vằn. Cương thì ok chị. Thì có vằn cho mấy chị. Nha. 4 cái 5, 6. Ok chị Trương thì 6 cái này. Trời ơi hôm nay nó mặc lên cái mông đẹp lắm đó hả? Mặc lên nè. Em đứng ở cái ngoài nè, cái chớ gì không phải đặt. Đứng lên ngoài nhìn cái mông nè. Em là người lét đó mấy trời. Em là thuộc người lét đó. Đó mà mặc lên cái mông cà rốt, cà rốt ok nè. Mặc lên cái mông đẹp lắm nhưng mà chị không lấy đi. Bởi vì bình thường nó không có thường xuyên mấy chị yêu à. Rồi cái này cái bộ này bữa trước ai có rồi thì xíu nữa chờ em lên cái mẻ sau lấy nha, còn cái mẻ này em sẽ tri ân với mấy chị luôn. Rồi mỗi chị cho em hè xin nút chia sẻ like với chị nha. Bộ này em có size 65 kg đổ về đó chị nha. Cái bộ này còn sót ho bữa trước nữa. Tiếng cà ri có hai quần của mình nha, tiếng cà ri nè. Bộ này hôm bữa hè like rồi. Hồng Linh có hai quần size L này. Có được 70 kg không anh sợ thì em cái áo Lôn Bỉ có hai quần này. Anh mặc rộng xíu là 70 kg chưa. Ai lấy quần cứ comment giùm em nhé chị nha. Áo mặc không có thì nha, áo mặc không có. Về nói chị mặc với áo ở nhà hoặc là đợt sau em bán áo luôn cái gì chốt. 70 được không? 70 kg. Rồi. Trời ơi, bộ hôm nay 70 kg nha, bộ nam hôm nay 70 kg luôn. Lon Mỹ có nha. Chị làm lon có hai quần nè. Khoảng số 7 thôi. 70 kg xong nó ông chặt thêm mấy ông rộng chút xíu. Linh Trương có hàng nè. 55-60. Mai Thị Thứ có nè. Anh lấy quần chỗ đó mới chứ. Nguyễn Hân có nè. Tôi còn hai nhanh, còn số lượng rất là ít luôn. Rồi ai chưa lấy nhanh nha, mình sẽ đi dùng quần lẻ ra cho. Chưa con quần này cái mắt. Xuân Hình có nè. Người ta làm cái bị lớn này mấy chị. Cái bị lớn này mấy chị nha. Đó, để ý mấy cái bị lớn này. Da bao có nè. Nhiều khi cái bụng mình nó bị mở lỏng lắm mấy chị. Mặc vô là nó ép vào, nhìn cái dáng nó đẹp lắm. Nó mình mặc với cái áo mình chi lại đây cũng được nữa. Đó, mình chi là cái cạp lại nhưng mà nó tạo được cái đường eo cho mình. Nguyễn Nghiệp, nó uống mì nha chị. Rồi ai chưa lấy thì comment giùm em nha. Quần u mì 79.000 cái. Nha. Quần u mì 79.000 cái thôi. Lông hồ không có số không chốt được nha. Mấy chị ơi đặt hàng comment số nha. Quần u mì 79.000 cái rồi mấy chị. Tiếp Mai có nè. Ok chưa mấy chị ơi xong quần chưa? Quần 79.000 quần nha, đủ size từ 38 tới 65 kg nha. Quần u mì thì đủ size từ 38 tới 65 kg. Đó mấy chị lấy cứ comment cho anh hè thôi. Đó, nhìn lên mặt lên nhìn cái mông, có mông rất là đẹp. Rồi. Quần thì đủ size từ 38 tới 65 kg nha chị nha. Đủ size từ 38 tới 65 kg.
nha. Bộ nam nó là quần gió, kiểu quần gió đó mấy chị, không phải là quần quần thun nha. Nói chung là quần của nó là vải to dạng trong cái bộ nam thể thao đó. Bộ này ai mặc cho chồng con mặc bộ này biết rồi đúng không? Rồi em sẽ xả cho mấy chị luôn, hàng này xót kho nha. Hàng này xót kho, mấy chị comment nhanh giùm em cho em màu xanh, màu xám nè, trắng khỏi. Rồi em có size khoảng 67kg đổ về mấy chị nha. Bộ này có size 67kg đổ về trước, còn xíu nữa em lên size lớn hơn nữa. M 52kg đổ về mang vừa chị nha. Lụa đỏ có 2 vườn. Bộ này dùm cho em nè. Chị bài trồng có nha chị. Đẹp lắm mấy chị à. Đẹp lắm mấy chị nghe. Rồi cái bộ này ai lấy thêm thì lấy về cho ông chồng mặc, ông con mặc nha. Mỗi chị cho em hè xin nút chia sẻ like để khỏi bị ẩn comment nha chị nha. Đây ấy Bình Yên ok chị, 2 vườn 65kg nè. Đây bộ này em có màu đen, màu than, màu xanh và màu ghi cho em hè đó chị nha. 56-57kg đổ về. Size M là 52kg đổ về, size L là 57kg đổ về. Và size XL là 60. Ê từ 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 em bị lộn rồi. Từ nha. 57kg đổ về là mặc M nha. 62kg đổ về là mặc L. 67kg đổ về mặc XL. 3 size. Có 3 màu hả? Màu đen, màu xanh, màu xám cho mấy hả? 4 màu. Đen, than, xanh và ghi. Bộ nam nè, chuẩn bị cho em nha, lấy người 2-3 màu về cho chồng cho con mặc. Đen, than, xanh, ghi hả? Màu đen, màu than, màu xanh và màu ghi. Em có 3 size, Hà sẽ 49.000 một bộ. Không nghe lộn, không nghe nhầm gì hết. Mã này cầm ơn dùm em ít nhất 2 màu cộng dùm em size cộng số điện thoại em hãy lên đơn. Chị nào có số điện thoại nhà em rồi không cần lên số điện thoại nữa. Ok chưa? 49.000 bộ dùm em. Màu đen, màu xanh, màu ghi nha. Đen, xanh, ghi và màu than trăm hàng. Cao Trang có một phần nha. 4 màu xuất sắc cho mấy chị luôn. Chất thì khỏi phải chê cho em hàng luôn, hàng sẽ 49.000 thôi nha. Quần của nó là có khóa kéo hết toàn bộ em mấy chị nha. Quần là có khóa kéo hết toàn bộ cho em hàng luôn. Có theo Adidas luôn nha. Về mặt ở nhà cho nó sướng luôn nha mấy chị nha. Nè, túi là khóa kéo hết toàn bộ. Em sẽ 49.000 bộ quần này. Bộ này ai lấy thì comment giùm em. Xíu em có bộ nhỏ hơn rồi có bộ lớn hơn rồi mấy chị ơi. Rồi em M57kg đổ về nha. Em đã trừ hao rồi mới trời. Em M57kg đổ về. Hả? À, L là 62kg đổ về. Nghiệm tàu ok chị, có 2 vân này. XL thì mới chị 67, cho mấy anh 67kg đổ về mang vừa cho anh hè. Đó, bộ thể thao cho anh hè nha. Đẹp lắm mấy chị. Mà có 49.000 mấy chị ra bộ đồ này. Rồi ai lấy thì nhanh tay lên đơn giùm em với chị nha. Em có cái hàng vân vân nữa, xíu nữa hàng vân vân nữa nó lẻ. Hàng vân vân thì mấy chị phải chọn lẻ. Lấy cho mấy ổng 2-3 bộ này đi, xíu nữa em lấy thêm nữa. Rồi nhớ comment size nha chị nha. Bộ này nhớ comment size MLXL cho anh hè nha. MLXL không chốt đơn một bộ nha chị nha. Vì hà sẽ có 49.000 không chốt đơn một bộ mấy chị ơi. Nha, không có chốt đơn một bộ. Mẫu này không có size 2X nha chị Ngô Thúc ơi mấy chị ơi. Mấy chị nghe em báo mấy chị, nói rét cổ họng mấy chị ơi nha, nói rét cổ họng lắm bộ. Em nói lại mấy chị nghe em nói một lần, mấy chị chú tâm nghe em nói thử đi rồi mấy chị hẳn chốt nha. Em có size M, L và size 1XL. Size M là mấy chị cho mấy anh 57kg đổ về men vừa. Size L thì 62kg đổ về và size XL là 67kg đổ về nha. Có 3 size như vậy thôi. Đó, có màu xanh nè, màu ghi nè, màu đen nè, 4 màu mới chị, màu đen nè. Rồi với lại màu than cho anh hè nha. Màu xanh, xanh than giùm em. Màu xanh than nha. Đó. Dạ, em bán giá bạc 49.000 bộ thôi mới chị, lên đơn từ 2 bộ nha. Bởi vì có 49.000 bộ đồ này mới chị nghĩ đi ra mua có bộ đồ 49.000. Đó, hàng này hàng soạn ra hàng
rẻ cho mấy chị là hết luôn, hết kho luôn chứ không có là mấy chị ơi. Rồi ai lấy thì comment cho anh thầy giùm em nha. Người ít nhất 2 bộ về mặt số lượng ít lắm. Số lượng ít luôn lại bóc bộ cho hết này nha. Anh đọc luôn đi anh. Anh đọc bây giờ, anh đọc đi, bóc xuống em quăng xuống cho nó dễ. Em đọc bây giờ đọc đi, cho nên comment anh dễ nhanh lắm, nó luộc nó mất. Rồi rồi. Bộ nem nha, 4 màu cho anh thầy. Nguyên một bộ như này mới chỉ tính ra thôi 25.000 cái quần, 25.000 cái áo. Tách riêng ra giùm em mới chị thấy mới thấy độ rẻ của nó. 25.000 cái quần, 25.000 cái áo. Tách ra mới thấy độ rẻ mới trời đúng không? Tách ra mới thấy độ rẻ nha. Rồi. Bóc cho thiếu mấy màu kia ít, chủ yếu màu đen lại màu xanh than là em nhiều thôi nha. Ok chị Võ Thị Úc Lệ nè, chị Bích Kiều nè, chị Thông Tư nè, chị Tình Võ nè, chị Nguyễn Ngân nè, chị Lê Cẩm nè, chị Hảo Hảo nè, chị Nhật Hoa nè, còn bốn màu không nè, chị Kim Ánh Ngọc nè, chị Nguyễn Huệ nè. Ok chị Minh Tâm nè, nhớ comment size chị nha. Ok Kim Phượng nè. Ok chị Nguyễn Thị Thúy Diễm nè, chị Phúc Lộc nè, chị Võ Sương, chị Loan Trương, chị Đẹp Bí nè, chị Tình Võ nè, chị Minh Tâm nè, chị Bích Kiều nè, chị Hồng Hải Bùi, chị Mùi Nguyễn nè, chị Nguyễn Thị Thúy Diễm nè, chị Kim Anh nè, chị Nhật Nguyễn nè. Chủ yếu là màu xanh than với lại màu đen em nhiều hơn nha, mấy màu kia ít cho người sẽ không có chị. Ok chị Lê Cẩm, chị Phúc Lộc, chị Nguyễn Hoa, chị Nguyễn Thị Chỉnh, chị Kiều Nguyễn, chị Đạt Quỳnh, chị Mỹ Linh, chị Tình Võ, chị Nhật Hoa. Hàng này là bữa nay là bữa cuối luôn á chị, không có rồi đâu nha. 67 5762 5762 67 á. Nô Trường Tuyết Nguyễn, Trần Thị Ngọc Úc, chị Duyên Ý Nhi, Duyên Ý Nhi, Sim Lê, Thoảng Huỳnh, Ngạc Võ, Nguyễn Huệ, Đan Thông, Nguyễn Nuôi, Nguyễn Huyền. Này biết. Giờ chủ yếu là màu đen hoặc xanh than đi. Rồi chị nào chưa có comment giùm em nha. Dạ em bán 49.000 bộ mấy chị. Về cho mấy ông con, mấy ông chồng mặc ở nhà. Mùa này mới ổng ở nhà nhiều đúng không? Mặc nguyên ngày từ sáng tới tối. Mặc bộ đồ này mấy chị. Xuống cuộc đời mát mẻ. Mà có 49.000 thôi mấy chị ơi. Có 49.000 lên đơn từ 2 bộ nha. Một bộ em hàng không có lên đơn được mấy chị ơi. Vì sẽ mấy chị 49.000 cái giá này là cái giá không hề ở đâu có rồi nha. Rồi size M 57kg đổ về. Size M 40, 45 tới 57kg đổ về ok luôn nha. Thường mấy biết nhà nhỏ 4 mấy ký thì nó mặc theo kiểu không rộng. Còn ai thích nhỏ hơn xíu nữa em lên cái mẹ nhỏ hơn nha mấy chị nha. Hả? À. Rồi 49.000 bộ đồ này, hàng này hàng sẽ nhanh nha. Mấy chị chia sẻ like giùm em được khỏi bị ẩn comment để có hàng nha. Rồi em đọc lại màu này, màu ghi ML 1X nha, màu xanh, màu đen. Rồi và màu than cho anh hàng nha, với lại màu than giùm em. Em sale cho mấy chị với giá là 49.000 nguyên bộ mấy chị nha. Nguyên một bộ giùm em chứ không phải 49.000 cái áo không mấy chị. Người ta bán cái áo không cũng 49.000 rồi. Em bán cái bàn nguyên một bộ 49.000, túi có khóa kéo đầy đủ cho anh Hà luôn nha. Túi có khóa kéo đầy đủ giùm em luôn, 49.000 bộ, 67kg độ về là XL giùm em. Chị cầm size nhỏ nhất size M đó. Hà cầm size M nè. Hà cầm size M nhỏ nhất giùm em nè. Em cầm là cầm size nhỏ nhất M nha. ML 1X, 3 size nè. Rồi 4 màu cho mấy chị lựa chọn nha. 4 màu cho mấy chị lựa luôn. Hết cháy. Rồi 49.000 bộ đồ nhanh tay nha. Bây giờ em chủ yếu chắc là còn màu xanh than với lại màu đen thôi. Nha mấy chị, có 49.000 bộ đồ này không mặc thì thôi chứ còn mặc cái gì nữa. Chủ yếu đen than rồi. Rồi, ok chị Trương Kiều, chị Nguyễn Thắm nè, chị Tiên Như nè, chị Nhật Nguyên nè, chị Hồng Hải Bùi nè, chị Duyên My nè, chị Lệ Lê nè,
đơn mới nhớ kèm số điện thoại nha. Ok chị Sinh Trương nè, em ok chị Hương Lê nè, nhớ hai bộ nhé bạn. Một bộ này em nghỉ chơi, một bộ có 49 em nghỉ phỉ luôn á. Ok chị Thơm Lê nè, chị Ngọc Tâm nè, chị Cherry Yến nè, chị Phúc Tâm nè, chị Hồng Hoa nè, chị Nguyễn Chi nè, chị Ngọc Diễm Ngọc nè, chị Ngọc Thúy Lê nè, chị Hòa Lê Thi nè, chị Huỳnh Thị Hiệp Trinh nè. Ok chị Trang Lê nè. Ok chị Liên Trà nè, em ok chị Ngân Kim Hoài nè. Ngân Kim Hoàng, ok chị Hai Màu nha. Ok chị Ninh Huỳnh nè, em ok chị My Sa Bùi nè, chị Tú Nguyên nè. Bộ này thiệt luôn á, có 49 ngàn à mấy chị ơi. Mấy chị lấy đi, xíu nữa em lên cho chị một mẻ này nó hàng hãng nữa, xíu nữa lên một mẻ hàng hãng nữa. Lấy thêm về cho mấy ổng mặc. Vì đợt này em xẻ đợt này nữa là hết luôn mấy chị. Cái là đợt này nếu xẻ hết hàng thì em phải nghỉ thôi, vì không có còn hàng để bán nữa luôn mấy chị. Vì hàng xẻ hết trơn. Tâm Mỹ Nguyễn nè, chị Nhật Hoa nè, chị Duyên Ý Nhi nè, chị Kiều Nguyễn nè, Dương Thị Hiền nè, chị Nguyễn Hân nè, chị Mẫu Mẫn Trần nè, chị Hiền Phạm gì? Ừ, chủ yếu hai màu nhiều thôi. Ok chị Vi Đoan nè, ok chị Huy Nguyễn nè, ok Kiều Love nè. Rồi nhanh tay giùm em nha. Rồi 576267. 576267 này biết. Rồi nhanh tay giùm em luôn nha. Chỉ có 49.000 bộ đồ mấy chị à. Mà ba size cho mấy chị luôn, size M 41, size M 45 tới 57 nha. Size M thì 45 tới 57, size L thì 6, size L thì 62 kg độ về và size XL là 67 kg độ về nha mấy chị. Rồi. Comment màu giùm em nha. Màu ghi, màu than, màu xanh và màu đen. Bốn màu xuất sắc luôn. Bốn màu xuất sắc cho mấy chị luôn nhớ chị nha. Cái bả của nó xuất đẻ có 49 ngàn mấy chị. Chứ bên bộ nam nữa chứ. Rồi ai chưa có thì comment nhanh tay giùm em nha. Thôi chắc hết rồi, yên giữ nè. Hết rồi. Đen, mấy chị comment đen với lại xanh than thôi nha. Giờ chỉ còn đen và xanh than thôi đó mấy chị. Rồi chắc. Rồi số lượng đơn ra bộ hơi chị nhiều nên là chắc em hài qua mẫu này chị nha. Mấy bí bóc xong rồi em nếu cần thì em lên lại. Rồi ok chị My Trần, chị Nguyễn Thị Nhung nè, ớt Phan nè. Chị nào không có cũng thông cảm giùm em nha. Hoa Võ Huỳnh Sim, chị xẻo chị cái giá này cái giá rẻ quá rồi, giá này không ai bán rồi. Ok Hảo Trần, Cẩm Đỗ, Ánh Nguyệt Nguyễn, chị Bài Trần, chị Lê Thị Lệ Lâm, chị Phương Trần, chị Nguyễn Huệ. Rồi em ok chị Thu Hoài Nguyễn nè, chị Ken Nguyễn nè, chị Tình Nguyễn nè. Không có 70kg chị ơi, 67kg đổ lại thôi. 70kg để em coi xíu có xe 2 em lên nhớ chị nhé. Có xe 2 thì em lên. Ok chị Đô Lan Nguyễn, chị Phùng Honda nè. Rồi ok chị Hồng Thúy nè, chị Liễu Trần nè, chị Huỳnh Duyên nè, chị Bích Kiều nè, chị Thơ Trần nè, Diễm Cúc Nguyễn Thị nè, Hiên Hạnh ok chị nè, Nguyễn Thoa. Chủ yếu bây giờ còn đen và xanh than thôi mấy chị ơi. Thanh Thảo nè, chị Thoa Lê nè. Rồi ok chị Khe Trần nè. Giờ xanh đen với lại đen thôi mấy chị nha. Chị Tiêm Như ok nè, Nguyễn Phượng nè. Có 49 nha, một đồ rẻ quá chị không. Giờ xếp lớn chị có size nhỏ hơn rồi nha. Size nhỏ hơn cho lý nhỏ nhỏ nữa. Mỹ Huy nè, chị Nguyễn Sáu nè, chị Nữ Lê nè, chị Tuấn Việt nè, chị Tuyết Nữ nè. Lưu luyến không có số, không chốt được nè. Ok chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn nè, Lê Nguyễn Phi Phi. Rồi đã hết mẫu mấy chị ơi. Rồi mẹ này hào que nha, mẹ này hào que. Còn chiều chốt đơn, còn mẹ nào thì chốt tiếp. Cái gì? À chip. À quên.
Thấy chưa mấy chị, thấy không? Chồng em nhớ mà em không nhớ gì hả? Sáng đó chị. Rồi. Ok chị Quyên lên, chị Nguyễn Minh Bảo, chị Trúc Như, chị Tâm Nhân không có số nè. Chị Đặng Hà Vi, chị Tấn Tài. Tấn Tài, chị Thi Phạm, Thi Phạm Thị, chị Hảo, Hao Hao Bích Hao, chị Tỏ Sáng, chị Ngọc Trần, chị Huệ Trần, chị Nguyễn Ngọc Yến Nhi, chị Nguyễn Xuân Thành, Huỳnh Phi Phi, Nhi Phúc. Ok, chị Đàm Long Loan nè. Chị Lâm Nhung, Chi Kim, Phương Duyên, Thúy Nguyên, Tuyết, không có số. Rồi, ừ. Rồi tôi bắt chị nào có tiếp cái mẫu đây nè. Ok, chị mến thiên sứ trắng này nha, xuân ánh này, ok. Biết ơn cái mẫu kia xuống. Cây cứ bóc cho xong đi. Ơn mẫu kia xuống là chị chốt, chị nào đọc tên là có luôn. Không còn cái bộ đây chiều chị nào ấy thì lấy màu khác cũng được. À, cho khỏi trùng nha, em lên mẹ này cho nó khỏi trùng của chị nha. Rồi, quần chip riêng này mới chị, bài nào chưa có thì lấy liền nha. Bữa nay còn sót được ít chip riêng này mới chị ơi. Bữa nay còn sót ít chip riêng. Thôi tặng luôn nha, sót ít tặng luôn. Bà phanh cứng luôn rồi. Còn thằng phanh cứng chứ. Còn sót ít hay bán tặng luôn nha mấy chị. Mã quần chip đen là giùm em. Về mặt cho nó xuống chị nha. Cho nó đẹp, cho nó nhúc nách nhớ chị nha. Đó. Ok, nhà kho này nha. Có một cái vườn của mình hả? Chip đen này 40-60 cây. Em ký nhà kho nha. Chip đen này hôm nay em chơi lớn, vừa bán vừa tặng nha mấy chị luôn. 79.000 luôn. Chết cha, lỡ miệng thôi em chơi luôn. 79.000 mấy chị ơi. Em bị lỡ miệng em chơi luôn đó kìa. Rồi chip ren 79.000 10 cái. Ai lấy thì comment giùm em là ren ren chip ren chip ren cộng số điện thoại Hà lên đơn. Ai có đơn thì Hà gộp đơn đi chung luôn. Em rất đẹp mới trời. Lỡ miệng thôi em lỡ em chơi lớn luôn. Không nói ra thôi nói rồi em chơi luôn. Sản phẩm có hai vườn của mình nè. Không nói thôi em nói ra là em Hà chơi luôn. Em bán cho chị 79.000 10 cái quần chip ren như này. 40-60 kg nha. 40-60 kg. Ai lấy ren comment chip ren giùm em. Trời ơi, tự nhiên tôi nói cái giá này các bạn. 10 cái là có 79.000 thôi nha. Em Hà lỡ em Hà lên luôn cho mấy chị luôn. Ren 79.000 chốt giùm em. Ren là mẹ ren ren ren. Chục cái ren mà có 79.000 tính ra 79 cái mấy chị ơi. Mẹ em lỡ miệng mấy chị à. Em bị lỡ miệng. Mình chơi có không? Luôn. Em chơi luôn. Còn nhiêu là sẽ hết nhiêu mấy chị ơi. 60 kg về mấy chị ơi. Không? Rồi Hà sẽ 79.000 luôn 10 cái chip ren mấy chị ơi. Hà nó có hộp hết toàn bộ nha mấy chị nha. Nó có hộp hết toàn bộ à. Nhưng mà em nghĩ hộp thì nó phải tốn thêm chi phí nữa mấy chị. Nên là thôi như một set như này là thôi sẽ luôn 79.000 đi. Mà em chơi lớn luôn, ai lấy thì lấy đi. Khó đó, em hết số quách rồi mấy chị. Em sẽ 79.000 10 cái là hết số quách. Bộ nam em còn nha. Bộ nam mấy chị mà không có bộ kia xíu em like tiếp bộ này lấy. Bộ hàng hãng. Bộ nam hãng luôn nha. Xíu lên mấy chị bộ nam hãng luôn á. Mấy chị đợi em nha. Rồi mấy chị lấy thì comment cho em Hè nha. Chip nhiều à? Rồi cứ chốt em chip còn như chốt hết luôn. Không đợi dành nữa sẽ 79 ngay nha. Chip ren 40-60 kg hay sẽ 79.000 xét 10 cái. Cứ xét như này 10 cái sẽ 79.000 mấy chị. Khuyên mấy chị luôn nha, bà nào là đàn bà phụ nữ nên có 10 cái hoặc 20 cái chip này bỏ trong tủ giùm em nha mấy trời. Dùng khi cần nha. Còn xu là mình mặc miếu đúng không? Hàng này mình mặc ngày thường mặc cũng bình thường. Nó rất là nhẹ nhàng đẻ đời lắm luôn mấy trời. Em bán 79.000 thôi, hôm nay lỡ miệng em chơi lớn luôn. Dạ, ren 79.000 nha, chip ren 79.000 cho em Hà. Lấy đi cờ mơ cho em Hà 79.000 10 cái mấy trời. Chiếc ren Hà sẽ luôn 79.000 10 cái. Tự nhiên mới hôm qua còn bán. Còn sót lại mấy xét sẽ cho mấy chị. Vẫn 85.000 hôm nay sẽ 79.000 có gì thấy. Ghê gớm. Rồi 79.000 một xét chiếc ren giùm em nha. Mấy chị lấy cái comment cho em Hà. Hà sẽ 79.000 thôi. 40-60 kg mang vừa cho em Hà nha. Lấy ren thì comment ren 79.000 mấy chị nha. 79.000 10 cái. 79.000 10 cái mấy chị lấy ren thì comment ren giùm em. Siêu đẹp luôn nha. Rồi bà lấy ren thì nhanh tay giùm em nha. Cái bộ thể thao nam lúc nãy chị nào không có cũng thông cảm giùm em mấy chị nha. Bà nào không có cũng thông cảm giùm em.
để em lên cho mấy chị một mẻ này em bù qua nha. Đó, chiều chốt hàng mà lỡ có thiếu thì cũng hân hỷ giúp em hàng nha mấy chị nha. Rồi ai lấy riêng thì comment riêng cho em hàng nha. 79.000 10 cái. Bộ nam chờ chút xíu chị ơi, bộ nam chờ xíu lên tiếp. Rồi riêng số lượng có hàng lấy thì comment nhanh tay giùm em nha mấy chị nha. Gì biết. Thôi cô xách hàng đi, xách hàng đi còn cái để lại. Cô xách hàng đi chị đi. Rồi riêng 79.000 nha. Ok chị Nghĩa đẹp trai, chị La Thanh Loan, chị Nguyễn Nga, chị Hương Lê, chị Phương Nguyễn, chị Duyên Đô, chị Yên Trần, chị Mùi Nguyễn, chị Nhật Thiện, chị Nguyễn Phượng, chị Kiều Nguyễn, Tuyết Hoa, Nguyên Lê, chị Nguyễn Xuân Thành, chị Hoa Lương, chị Kiều Nguyễn, chị Nhật Thiện, chị Hình Luyến, Diệp Nguyễn, Phi Trúc Thơm. Ok chị La Thanh Loan, trời sẽ có 79 nhưng tôi bán rẻ quá. Xuân Nguyễn, từ từ mình thấy mình bán rẻ luôn. Ok chị Mỹ Minh, ok chị Huỳnh Huỳnh Phi. Sai L nhiều nhất, đưa L ra đây cho like. L cho chị. Không có M em. L 12 quá. Rồi thấy L hết rồi này. L còn màu nào nữa? Không khỏi luôn. Khỏi đi, vô L luôn đi. Màu nó có trùng không? Không, 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 10 cái riêng có 79.000 thôi, lấy cái comment nhanh giùm em nha. Bộ nam từ em lên mẹ hình hò này nữa nha. Chờ xíu lên một mẹ xịn sò này nữa. Rồi chip riêng giùm cho em hè nha. Ok chị Huỳnh Thủy, chị Lâu Bảo, chị Phương Trần, chị Đông Minh không có số chị ơi. Ok chị Đông Vân, ok Nhi Nhi, ok Nguyễn Minh Bao, ok Nồ Trường, ok Mỹ Minh. Ok chị tìm nhiều chị có rồi nên thấy rẻ hút thêm. Cái gì lấy thêm nè. Lấy cái bì bỏ ở đây vô nè. Chớ cái bì vô. Lấy bà đi nha để nó rổ đồ chip. Ok chị Thúy Nga. Ok chị Duyên Hồ Thị My. Chị Nguyễn Mến. Chị Ngọc Trần. Chị Tinh Nguyễn. Chị Thanh Phương. Khách quen luôn. Khách quen này thấy hè rễ hốt hết luôn nha. Rồi hết là em xong luôn. Mấy chị không còn ở đâu. Hôm nay không có còn nữa. Rồi, lên lại chip riêng lần nữa, ai chưa có chốt nha, 40-60kg, áo hàng mặt, dạ không thì áo hàng mặt, không có. 79.000, xẻ luôn bè 10 cái. Trời ơi, cái chip riêng như này, 79.000, nhìn em cái riêng nữa, chị nó rất là xịn sò luôn nha. Chứ không phải riêng mà thô thô, cứng cứng, xấu xấu luôn đó chị, riêng này riêng đẹp. Rồi, 79.000, 10 cái, lấy cái comment cho em nè. Cái đây để chị bỏ cho. Riêng 79.000 10 cái nó có 89 màu chị nha. 89 màu giùm em. 89 màu cho em nè nha. Rồi mấy chị lấy cái comment cho em nè luôn. Chỉ với giá cho mấy chị. Rồi xong rồi để đó hai. Bọc biết sắp hàng rồi. Mấy hồi này sắp hàng lên này đợi đấy từ chị bóc thì bỏ chắc. Rồi, riêng dùm cho em nha. Đó, nguyên set như này thì có hè sale hôm nay 79.000, ai lấy thì chốt với mấy trời. Quần hai mặt còn, không biết quần gì mặt còn chưa? Quần hai mặt còn, trời xếp lên lại cho mấy trời. Quần hai mặt có, hè hôm nay cũng có sale có 79.000, hôm nay tôi bán sao rẻ dữ trời. Hôm nay tôi bán rẻ quá. Không có xu nha, không có xu nha. Riêng thôi nha. Riêng thôi. Còn nhiêu cục này hè sale nó là 79.000 thôi. Còn khoảng 200 set cuối cùng. Hè sót một bao mới chị. Hè này hồi bữa hè like rồi mà tưởng hết rồi. Mà khui kho thì thấy còn bao, còn sót lại một bao. Được 200 set. Mà hôm nay chơi lớn như vậy sẽ như vậy có 79.000 nha. 79.000 10 cái ren xu. Ủa 10 cái ren. 79.000 10 cái ren. 79.000 10 cái mới chị. Hàng này em thấy người ta bán hộp vô rồi 119.000 5 cái. Tôi bán 119.000 mà có 5 cái rồi mấy chị. Này em bán có 79.000 mà 10 cái.
không? Trời ơi, hàng có hộp thì cộng thêm tiền thôi mấy chị, còn hàng không hộp thì mình được giảm được chi phí nhiều, chất lượng thì nó cũng đi chang nhau, mà mình được, mà mình nếu mình không mà hộp thì về mình cũng đâu có xài, đâu có làm gì đâu đó chị. Đó, lấy xếp như này 10 cái về xài cho xuống. Rồi chip ren 79 nè. Rồi chip ren 79 ngàn 10 cái nha. Có một set như này là 10 cái, chấm chị coi lại màu nè. Ai chưa có ren thì comment ren giùm em nha. Còn chị nào chưa có bộ nam thì xíu này em lên với chị mẹ nam nữa chị chốt nha. Bây giờ em còn ít, số lượng thì còn ít thôi, không có nhiều. Không có cái mẹ nào mà nhiều không chị, mẹ thì còn ít thôi. Rồi, 79 10 cái, cô lộn quần cái quần nha. Cái quần nó có sai đó. Rồi lấy thì comment cho anh Hè nha. 79 ngàn 10 cái ren mới chị. Đó. 79 ngàn 10 cái ren này ren êm lắm rồi nha. Không có ren khô, không có cồm, không có cồm gì hết luôn. Ren nó như ren 3D vậy đó. Rồi 79 ngàn 10 cái lấy thì comment cho anh Hè nha. 10 cái ren 79 nha. 10 cái ren 79 ngàn thôi nha. Rồi qua xong chưa mấy chị ơi, xong ren chưa nè. Rồi ren 79 ngàn 10 cái lấy cái comment cho em Hè nhé. Rồi 79 ngàn 10 cái ren, ai chưa có thì comment cho em Hè nhé. 10 cái ren 79 ngàn quần Hà Mặt Trời, xíu em lên lại cho mấy chị còn ít. Bảy mươi chín ngàn mười cái ren, ai chưa có ren thì cứ mua giùm em nha. Đơn mới á, cộng số ai có đơn thì nhà em tự gộp vô cho mấy chị luôn. Ok chị Trần My, à, chị em Thi chết rồi, mấy chị em Thi nhớ, chị em Thi vừa qua đi hàng chị rồi chị ơi, đúng không? Chị chốt xong nó có chị gì để gộp vô ấy, xong rồi cảm em có gọi chị đó được không? Ok chị Xuân Huỳnh, chị Nguyễn Hiền, chị Nguyễn Non, chị Nguyễn Hân, chị Minh Điểu, chị Kiều Loan, chị Trịnh Phương, chị Lê Thị Lê Lệ chưa có số. Ok chị Võ Điệp, chị Hùng Bé, chị Thu Hà Lê, chị Ái Mỹ, chị Nguyễn Bích Lợi Nghiệp Phạm, có nè. Chi Nguyễn Phạm Thị Bích Nghiệp có nè. Chị Trúc Bén, chị Kiều Lo Ve như này có rồi. Ok chị Nguyễn Mến, chị Hương Lê, chị Trương Kiều, chị My My, chị Liên Phan, chị Nga, chị Lê Nga. Rồi chip ren 79 ngàn, ai chưa có thì comment giúp em Hè nha. 79 ngàn 10, ok chị Uyên Võ, chị Kiều Nguyễn, chị Dạ My, chị Tuyết Hoa, chị Tuyết Hoa Phan, Ken Nguyên, Tuyết Nguyễn chưa có số. Nhanh chồng thị 200 xét mà còn 200 xét cuối. Chiếc ren này còn 200 set cuối, chị lấy cái comment cho em Hè nha. Số lượng không có nhiều, em Hè qua mẫu nha. Cái quần Hè mặc còn đủ size từ 38 tới 65 kg gì đó. Nhân Trần Thị có ren nè. U mì cộng giùm em ký. Chị Lương Nga có rồi nha. Quần U mì này có chị cộng ký giùm em, đủ size từ 38 tới 65 kg luôn. Chị Tiếp Miễn có ren ok nè. Đủ size từ 38 tới 65 kg. Chị Tiếp Miễn cho size số điện thoại chị ơi, size số điện thoại rồi. Đó, cuốn xếp chiếc như này là 79 ngàn thôi, bà lấy cái cầu môi được em. Rồi quần U10 là 38 tới 65 kg giùm em. Miệng nuôi ok chị. Em mờ tới thấy trên L. Rồi ai lấy U10 comment U10 cộng giùm em 1 cái, 2 cái, cộng số ký, cộng số thoại. Phạm Hạnh có ren nè. Rồi quần U10 phong như Hà Mặt lên đó chị. Thò lơ có ren nha. Còn cái quần này lên nhìn cái bông nó nhìn nó có bông. Chị Nghiệm có ren nè. Bị quần là bị quần lớn cho anh Hà luôn, mặc lên ép được bụng luôn đó chị nha. 79 ngàn chị lấy cái comment cho anh Hà. 79 ngàn cái không có chị. Bộ thể thao chờ hãy chút xíu rồi lên lại. U mì cộng ký cộng số điện thoại giùm em. Nhớ cộng mấy cái thì đi mấy cái nha. 38 tới 65 ký. 38 tới 65 ký. Điện hờ có ren nè. Ồ lấy U mì cộng món U mì. Bùi thì cầm dung có ren nè. Ren xe hôm nay có 79 ngàn không chị. Hôm nay lỡ miệng bán 79 ngàn trời. Thương nghiệm ok chị. Hôm nay lỡ xương miệng cái miệng. Miệng này lỡ miệng đây nè. Nói là lỡ rồi sale luôn, không nói ra thôi, nói là phải sale. Rồi, nè. Dùng ly U mì 55kg nè. U mì
65 kg đổ lại nha. U mì 65 kg đổ lại. Đây anh nắm riêng luôn, anh để riêng mì, anh để riêng 538 tới 65 kg giùm em nha. Nó chỉ lấy U mì thì promo giùm em 1 U mì, 2 U mì gì đó, cộng ký, cộng số điện thoại em hãy lên đơn. Mà U mì này bè nào chưa có nên lấy 2 cái về mặt nha. 79.000 quần thôi. Nó chỉ lấy U mì thì còn U mì lên giùm em nhớ chị nha. Chiếc riêng thì 79.000 thôi. Các chị đặt chung hàng chung một like. Chị thiết nghiệm ok nè. Tự gộp cho mấy chị luôn. Chị thiết nghiệm cho số đúng rồi nè. Nhớ giùm em là những tỉnh phía xứ dưới không chốt hàng giùm em nha. Những cái tỉnh mà hàng có ghim bên dưới á, không chốt hàng giùm cho em hàng nha. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu. Trang hình có U mì nha, trang hình. 7 tỉnh đó là không chốt hàng giùm em. U mì nó lấy 2 cái về mặt nha. 2 cái thêm chốt với chị 2 cái khác chạp. Một đá, một chữ, hoặc là một ngờ. Hai cái chữ luôn gọi mặt ok luôn. Góc thiện có ren nè. Hai cái khác chữ như nè. Rồi U mì em còn ít thôi, đủ size từ 38 tới 65. 38 tới 65 kg. Hình hương có U mì nè, 4 kg ok nè. U mì nhớ comment ký giùm em. Này ai chưa lấy hai cái chị hết rồi. Mình đây là còn có mấy cái cuối cùng. Hay còn có mấy bộ cuối cùng. Diệu tịnh có ren ok nè. Hay còn mấy quần cuối cùng thôi, chị lấy thiết comment nhanh tay giùm em nha. Đủ size từ 38 tới 65 kg mấy chị ơi. Hạnh Nguyễn có ren ok nè. Rồi em đủ size từ 38 tới 65 kg, lấy thiết comment nhanh danh hè nhé. Chị Hạnh Nguyễn có một cái U mì ok chị. Đủ size cho mấy chị 38 tới 65 kg. Rồi chị lấy thì nhanh tay lên luôn giùm em luôn. U mì cộng ký, U mì cộng 1 cái, 2 cái, 3 cái đó, cộng em số ký, cộng số điện thoại này lên đơn nhé. Chị Anh Anh có ren ok nè. Rồi ren hôm nay sẽ luôn 79 nha, ai lấy thì cảm ơn giùm em. Cảm ơn có ren nè. U mì đây đó chị nhé, U mì phong nè. Chắc đẻ lắm đó chị, chắc U mì. Chị nào mà đùi hơi to á, mặc cái quần này lên mình không thấy đùi nó khô nha. Còn quần cái chân nhỏ thì mặc cái đùi nó rộng rộng này nè mấy chị. Chị My My hôm bữa chốt đơn không? Nghe bán chốt đơn, My My hả? Hai người My My mà không biết. Một người không được, còn một người là được rồi. Rồi quần U mì nha, ai chưa có thì còn mua giùm em còn đủ size từ 38 tới 65 kg. Còn mấy cái cuối cùng. Cái này này ai có rồi đừng chốt nữa, nhưng chốt lại bị trùng. Phương Phương có chip ren nè. Rồi U mì 38 tới 65 ren 79.000 set nha. Anh Nghiệp Nghiễn có ren nè. Ren hà xã luôn 79.000 set làm hết luôn á nha. Xung Đường có ren nè. Bạn nào lấy thì cứ lấy đều dành mặt đi cho con. Nghiễn Toàn có phương U mì nè. Kim Chi Nghiễn có phương U mì nè. Rồi U mì kèm ký giùm em nha. Lấy hai cái và thay đổi. U mì kèm ký lấy hai cái và thay đổi mấy chị ơi. Rồi lấy U mì, cảm ơn U mì giùm em nha mấy chị nha. Chị Phạm Hạnh có 2 cái U mì nè. Thảo Như có U mì 52 kg nè. Trắng với xanh rồi. Ngọc Phượng có U mì 792 cái nè. Trắng với xanh rồi. Điên mấy bộ. Các chị sơ R7 là Rolando rồi nha. Rolando. Hàng xịn á, hàng hẹn á. Có 8 màu đen thôi đúng không? Còn... chị Hiền Lê Thị có 2 cái 61 kg ok chị. Đạt Lon có U mì nè. Đây là Rono hả? Em không hề biết mấy chị nhưng mà ông chồng em nói Rono. Mà đúng là giá nó cao hơn, nó xịn hơn đúng không? Mọi là Hề Nghĩa, U mì 52 kg nè. Bộ lúc nãy là nó là của Việt Nam mình. Còn bộ này là bộ hàng hãng luôn nhớ nhỉ. Nó vẫn đẹp nha mấy chị nha, nó vẫn đẹp. Mình này đẹp hơn, đẹp hơn chút. Còn quần chip không gái? Chip em còn ren á chị. Chip em còn ren. Có U mì nè. 79.010. Ai chân có một U mì một ren ok nè. Nay sẽ luôn 79.010. Nha. Mì này 79.010 giùm cho em nha. Phạm Thị Bích Nghiệp có U mì 50 kg 2 trái ok. 79.010 trăm hè nha. Tiết Chi Xu có U mì 44 kg. Rồi 79.010 cái lấy đi comment cho em Hà Nguyên. Đẹp chưa mấy bè. Chip ren nha. Nay chơi lớn luôn. 79.010 cái chip ren lấy đi comment. Quả thì nữ U mì nè. 79.010 cái chip ren nha mấy chị nha.
lấy cuối cùng thôi giùm em. Hết khẩu trang rồi mấy chị ơi. Khẩu trang này nó lên giá dùng dục luôn mấy chị. Hôm bữa đó em bán cho chị 25 ngàn á, bữa nay nó kêu em... Chị thu nghĩa một cái ok chị. Bữa nó kêu em nhiêu quá. Nó lên 75 ngàn. Một khẩu 75 ngàn hả? Nó thu mà lên 75 ngàn. Nó lên nữa. Cúc kia mua mì 55kg ok chị. Em nói đợt sau em lấy nữa. Bây giờ giá lên dùng dục. Mình không biết thì sao lần luôn mấy chị. Bữa tôi bán 25 ngàn hộp khẩu trang chị đâu có là may mắn á. Mẹ này nó lên mấy. Rồi, xu không có nha. Xu chừng nào em có em hút. Đợt em còn ren thôi. Đợt em còn ren em sẽ 79 nha. Diêu Hồ Thị My ok, U My nè. U My đó chị lấy cứ cầm ơn giùm em U My cộng ký cho em hà thôi. Hết xịp nam mấy chị ơi. Một vòng U My 60kg thu phượng ok. Rồi U My chốt nhanh em nhanh em bay em lên bộ nam nha mấy chị nữa. Hàng dịch như lại thanh lý cho nên em không có giữ hàng nha mấy chị. Ôi, thanh lý cái giấy này giá rẻ luôn đó chị. Thanh lý đợt này thanh lý hết hàng là chắc chịu lại ship hết chứ không có giữ đơn nha. Đi nơi nghiệm quần 79kg ok nè. Rồi chị lấy cho tem thủ cho mấy chị. Bao hồng có ren 79 ok chị. Rồi cái quần này ai chưa có hay là lấy luôn rồi mấy chị ơi. 99 ngàn ba cái đùi nam. Đùi qua nè, đùi nữ. Chị Như lơ hai quần ok nè. Hôm nay vừa hôm qua chị nhớ chị vừa gửi biến nó tắt chị là hết rồi. Kim có rồi nè. Biến nó tắt là hết rồi. Đấy đưa chị đưa chị. Quần đùi đuổi gì nha. Đùi đuổi hôm nay em bán khá là nhiều rồi. Nói chung giờ hà còn ít. Kim bánh ngọc có rồi chị ơi. À, chị lấy thì lấy giùm em luôn. Kim bánh ngọc có chip rồi mà. Ba cái 99 ngàn. Nhi Phúc có rồi. Từ 38 tới 57kg nha mấy chị nha. Nhi Phúc có chip rồi. 38 cho tới 57kg dùm cho anh hà. Quần đùi đuổi hà xe cho mấy chị 99 ngàn. Dạ hông ok dạ hông. Dạ hông có rồi thì cho xin phản hồi nữa mấy chị. Còn chị nào chưa có thì chốt cam hà nha. Gộp đơn hà đi chung một đơn luôn với mấy chị luôn. Chị dạ hông lên số điện thoại mới chốt được. Ba quần 99 chị lấy thì đi hà mẹ. Ba quần 99 dùm em. Ba quần 99 ngàn mấy chị. Nguyên xét ba quần 99 mấy chị lấy thì cảm ơn cam hà nha. Quần đùi đuổi thu nghiệm có ren nè. Ở sao nó có ba chui. Từ 38 cho tới 55-57kg độ về mang vô giùm em nha. Quần đùi đuổi nè, xe cho mấy chị với giá là 99 ngàn ba quần. Trần Kim Bu có ren nè. Nguyên set như này hà bán 99 ngàn. Rồi chị nào chưa có set quần 99 thì còn mua giùm em. Còn số lượng này hà còn ít luôn. Yên quả thêm bị chip nữa ok nè. Còn ít chục set 99 ngàn ba quần nè, chị lấy cái còn mua em. Nhưng 99 ngàn nó hơi cao. Tâm bị nghiệm ok chị. 99 ngàn ba quần mấy chị không hề cao luôn. Dạ, một set 30, một set 99 ngàn nha. Thu nghiệm có chị ơi, thí nghiệm có nha. Chị xin mùi lấy luôn set thôi, chị xin mùi thôi. Thí nghiệm có nè. 3 cái 99 ngàn, ghi cho em hàng là 3 cái, 3 quần 99 giùm em đó chị nha. 3 quần mùi 99 ngàn nè. Cô bé kêu kỳ ok. Từ 38 tới 57kg độ về, set màu như này đó chị nha. Hàng gửi bưu điện nha mấy chị. Rồi tất cả hàng bưu điện hết giùm em, chút khi giao cho mấy chị đều set khuẩn. Nhập tiêu có uống mì nè. Rồi ba cái đùi đuổi là 99 ngàn nó lấy, cảm ơn cho anh hàng nhớ chị nhé. Này hàng cuộn da re xịn sò cho mấy chị. 99 ngàn ba cái đùi. Quần ok như lơ rồi. Rồi mấy chị lấy thì nhanh tay nha. Ba đùi 99 ghi đúng cú pháp em nha. Ba đùi 99. Chị nào chưa có đơn thì lên số điện thoại giùm em. Combo ba đùi nha mấy chị. Nên tổng vào ship hàng bình thường chị có những 7 bảy tỉnh phía dưới là không chốt hàng này, bảy tỉnh phía dưới nha em hiểu không giao hàng okay, nè. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu nha. Bảy tỉnh phía dưới này là không chốt nha. Ở đợi em đợi hết dịch em mới chị sao ở chỗ nè. Còn nguyên xét ba cái không chốt một cái nữa chị ơi. Nguyên xét ba cái như này 99 ngàn lấy về ba cái ba màu về mặt. Mặt như hùa. Chị Gia Hân ok cả số rồi nè. Ở nhà mặt cho xuống. Rồi 99 ngàn ba cái đùi ai chưa có thì cảm ơn giùm em nha. Ba đùi 99 mới chị, ba đùi 99. Hôm nay thung thái em hè thiệt luôn em hè. Có một chiếc thung thái mà nó kẹt, không có về được. Em còn chiếc một chiếc thung thái mà nó kẹt thì em đâu có về được đâu. Em buồn muốn chết.
Rồi ai lấy thì cảm ơn nhanh tay cho em Hà nha. Ba cái set đùi 99.000, ai chưa có thì cảm ơn giùm em. Chị Nguyễn có ba quần đùi nè. Rồi ba đùi 99 nha chị nha. Chị Nguyễn trên có ba quần 99 nè. Ren là 89, ren là 79.000 10 cái gì nha. Trên Ruby có set này ok nè. Ren là 40-60 kg, 79.000 10 chị lấy ren thì cảm ơn ren giùm em nha. Đẹp, nói chung là cái quần riêng này là xong thắm có set 99 nè. Khách nhà em có người vô mua tặng vợ luôn nha. Hôm bữa trước em có ông anh vợ mua thì vợ luôn nha. Làm bé có riêng 79 nè. Mới thì mấy chị là không sắm cho mình đúng không? Có 79.000 thôi. Mà 10 cái nó trời, tính ra có 7.900 cái thôi. Tính ra có 7.900 cái thôi mấy trời. Nha. Rồi ai lấy chip ren thì cầm mua giùm em nha. 79.000 10 cái chip ren. Cô bé kêu kỳ ok nè. Quần đùi nè bé. 3 cái 99.000, ai lấy thì chốt lên cho em nè. Đô La Nguyễn có luôn nè, 3 quần 99 nè. Ừ, 3 cái đùi này 99.000 thôi, chị lấy thì cầm mua giùm em nha. 3 cái đùi này 99.000. Đó, 3 đùi 99 lấy thì chốt nhanh cho em. Hiếu Nguyễn ok nè, set không có màu hồng ok nè. Không có màu hồng thì nó màu này à. Nó hai hai kiểu như này. Thì không thích thì yêu cầu cũng niệm phạm cái chip ren này. Lấy chị cái trái có rêu, nói chung là nó như này thôi. Chị Nguyễn nhớ có ba quần nè. Rồi ba quần 99 ren 8 ren 79 lấy thì cầu môn giùm em nha. Con cho nên mà cứ bỏ thỏa đó. Không hết được đâu. Hàng ba cây mà. Ren 79.000 10 nhớ chị nha. Ren 79.000 có bé bụng đùi nè. Chị Nguyễn không có bé bụng đùi nè. Ba đùi 99.000 mới chị. Còn cái ship vẫn còn lời. Hàng này bữa sẽ 49. Like xong tụi em gọi chốt đơn luôn nha mấy chị. Ừ, tắt like nha em gọi chốt đơn. Nhớ được mấy cái điện thoại nha. Chị Ho Nguyễn có ba đùi nè. Mấy là bó tay. Không như mấy là không cần làm được gì hết. Rồi lấy thì nhanh tay giùm em nha. Rồi ba quần đùi 99.000, chị nào chưa có thì cảm ơn cho em Hề nha. Ừ, quần đùi nó 57 kg đổ lại thôi. Rồi ba đùi 99 lấy thì cảm ơn cho em Hề nha. Ba cái đùi này 99.000. Rồi riêng là 79. Mì chắc còn biết không? Mì chị mặc cái còn chứ. Biết lên được nha. Lên đừng có xuống nha. Nhích lên đừng có nhích xuống. Cái mẹ kia thì nhích xuống nha. Mẹ kia thì nhích lên. Đó. Rồi quần u mì này chị nào chưa có thì chốt nha. Đủ size từ 38 cho tới 65 kg. Nói chung là chiều báo đi chiều. Có lý gì báo đi con nha. Rồi cái bộ nam này em còn size L. Bộ này là bộ hãng giống chị nha. Bộ hãng, hàng cái vải của nó là vải không hơi luôn. Còn size L hả? Bộ nam này chỉ có size L thôi nha mấy chị. Có một size luôn, chỉ một size L thôi. Nó có size lớn nhưng mà nó ít lắm. Nên em size like size L cũng chị hết. Túi đựng quần riêng. Quần riêng, túi riêng luôn, áo riêng luôn. Size L. Mình điều có chốt riêng rồi nha. Em mặc size L thì vừa. Dạ, dạ, rồi. Đó. Hàng này là hàng nó không hơi luôn á chị nhá. Còn lúc nãy là hàng chung, nói chung là cùng bộ thể thao. Rồi 60 à. Xuống lên 60 à. 50 tới 60 là đẹp. 50 tới 60 kg là đẹp cho anh hàng á chị nhá. Hàng này nói chị nghe hàng chị. Hàng gì? CR7 nha. Hàng CR7 luôn. Nó này mới nhìn em không hơi nữa chị, rất là xịn luôn nha. 50 tới 60 kg. Em còn cái mã nam này chị lấy thì comment cho em hàng màu trắng, màu xanh là màu đen. Chủ yếu trắng xanh thôi, đen có mấy bộ. Hàng CR7. Bộ này em sale cho mấy bà 65.000 bộ nha. Phương cần cái set đùi nha. Lấy cho chồng cho con mà. Nha, màu đen, màu xanh với lại màu trắng đó chị ơi. Xanh màu này có bao quần 99. 50 tới 60 kg cho em Hà nha. Rồi bộ CR7 này sale cho mấy chị luôn với giá 65.000 bộ. Số lượng ít không có nhiều nha. Đi em có 8 bộ thôi. Chủ yếu trắng với xanh. 50 tới 60 kg mấy chị ơi. Mẹ này chốt em là mẹ nam cộng giùm em màu mấy chị nha.
Chị nào chưa có đơn lấy hai bộ nha. Rồi hàng SR7 giùm em nha. Tài tấm tài ok nè, cái bao vùng. Rồi 50-60kg trăm hàng nha. Màu đen. Ôm mì 79.000 nha mấy chị. Màu đen, màu xanh với lại màu ghi. Ghi có 3 bộ thôi mấy chị ơi. Màu ghi em có 3 bộ thôi nè. Xanh L 50-60kg thì nha. Xanh L 50-60kg. Hợp nhẫn có u mì nè, ok nè. Rồi bộ này hạt xe cho mấy chị luôn 65.000. Hợp nhẫn không có số không chốt hàng nha chị. 65.000. Đặt hàng thì mấy chị kèm số giùm em cho. Nam cộng giùm em màu mấy chị ơi. Túi cũng khóa kéo đầy đủ nha, nhưng quần áo của nó là SR7. Đặt luôn anh đặt luôn giờ bộ nam anh đặt luôn nha. Để em mở cho không chiếu. Chị Hồng Gai Bùi nè, có màu xanh trắng đen xanh lơ nè. Ba bộ. Trắng đen ok. Đen ít lắm, đen có 7-8 bộ thôi. Lên màu nha mấy chị. Đen lên màu mới chốt được. Chị Nghĩa mới nè, hai bộ nam xanh đen. Ok nè. Đen xanh. Có bộ xanh nữa. Không, hát một màu ra màu này chị bóc ra. Em, bộ này nổi cái này răng đây. Ờ, à, đỡ thiếu. Bộ này thì không có tá, đỡ vô. Bộ mấy chị cần á. Chị Nghĩa mới ok có hai bộ nha. Ok. Rồi ai lấy thì lấy thôi mấy chị. Bỏ màu xanh nữa, bỏ cái màu xanh nữa. Chủ yếu trắng xanh em có nhiều thôi nha. Chị Phương Nghĩa 65.000 nha, bộ này 65.000. Hàng SR7. Đen xanh. Phương Nghĩa đen xanh ok xanh, chị. Ok chị Phương Nghĩa nè. Chủ yếu trắng với xanh em có được ít thôi. 50-60kg nha. Sô-cô-la đắng nè. Giờ màu xanh với màu đen nè. Xanh đen nè. Đen ít lắm mấy chị nha. Chủ yếu trắng với lại chị xanh phạm cái ba đồ ok nè. Xanh đen. Đây còn hai màu xanh nè. Xanh ở dưới em lật lại đó. Nè mấy chị trắng xanh em có bao nhiêu thì thôi. Còn đen thì em có bao nhiêu hà cầm thôi. Đó. Hàng này mấy chị nếu mà vô shop nam thì cái giá của nó thì không phải giá này nha. Vô cái shop hàng của nó thì cái cũng ngoài cao hơn này nhiều. Rồi 65.000 thôi rồi. Hai bộ nha mấy chị. Hai bộ đi được. 65.000 bộ này hàng này mới chị. Tiếng hình có đen xanh nè. Đẹp lắm. Đen ít lắm chị nha. Rồi. Giờ em bắt bỏ luôn cái nó đọc tên là có. 65.000 bộ nha, bộ này 65.000 một bộ. Đập tên là có nha mấy chị, 65.000 bộ nha. Thì nhìn cái vải nữa chị ơi. Bên Thanh Bình đẹp lắm. Có bộ trắng và đen nè. Hàng SR7. Gần hết luôn. Quá đẹp, có xanh và đen nè. Thông hình có đen xanh nè. Tiếng hình có xanh đen nè. Hết đen rồi nha. Rồi hết đen nha quý vị. Hết đen rồi nha mấy chị. Xuân Nguyễn có xanh nè. Giờ còn xanh trắng ghi nha, xanh trắng ghi. Thì này hàng SR7 giùm em nha, 65.000 bộ đồ này, ai lấy thì chốt cho em hàng 50-60kg nha. Này em còn xanh L thôi nên là 50-60kg giùm em. Út hàng có bao quần nè. Rồi bao quần 99.000 không? Rồi màu xanh, màu trắng, màu ghi mấy chị. Nhìn lên nữa chị, thấy trắng thì thấy cái không hơn. Hết đen nha mấy chị. Đẹp lắm. Xem so. Quần này đó chị nha, khó kéo cũng đầy đủ. Trần mi có xanh ghi nè. Xanh ghi ok nè. Cái màu trắng mặt sang lắm đó chị nha. Ái dòng có nam trắng nè. Ok nè. Đồ ngắm bộ đồ đẻ đâu rồi nha. Chị Hệ Nguyễn có một quần mi ok nè. Nè mày biết, chúc mày quần. Rồi 50-60kg nha. Bộ nam này 50-60kg. Em còn màu trắng, màu ghi, màu xanh. Trắng ghi xanh đó chị ơi. Cái màu trắng xen lắm nha. Màu trắng nó xen cực kỳ luôn. Hàng xịn mà mặc màu trắng lên. Em Út có xanh và ghi nè. Hết, à, còn một bộ ghi. Khen lơ có ghi xanh nè. Hết ghi. Còn xanh trắng nữa mày ơi. Nghiệm tho có trắng nè. Rồi còn xanh trắng giùm em nha. 50-60kg nha. Phương Trọng có xanh nè. Ok. 65.000 rồi mấy chị. Bộ này hàng SR7 Tân Bì Nghiệm có trắng nè. Ok.
mi trần có xanh nè. Ok, hai bộ đó sẽ vô một bộ sao chút hàng chứ. Mấy người có đó rồi. Ok ok. Đẹp lắm hết trời, nói chung là bộ này đẹp lắm. Hết đen nha mấy chị. Còn trắng với xanh thôi. Còn trắng với xanh thôi, chị nào ưng thì còn. Nhiều phút xanh nè. Sale 65 nha. Bộ này 65 ngàn nha mấy chị ơi. Này này, nếu mà vô mấy shop thời trang rồi mấy shop thể thao của nó thì cái giá của nó thì phải 200 mấy, trên dưới 200 mấy nha. Giá có lộ thông hơi không mấy chị. Đó. Rồi xanh trắng thì danh hè nha, 50-60 kg em còn xanh và trắng. Hồng thí một trắng nè. Ok, còn xanh trắng thôi mấy chị ơi. Tranh thủ nhanh tay nha. Xanh và trắng. Trắng xanh, xanh trắng. Dạ em sale có là 65 ngàn. Bị lừa phạm cách trắng nè. Ok. Để em sale chị tiếp một mẻ màu cam. Nhưng mà cam cho bé bí nhỏ nhỏ rồi nha. Cam nó bí nhỏ nữa. Còn bộ này 65 ngàn lấy cái comment cho em hè nha. 65 ngàn. Hồng thí có màu xanh nữa nè. Rồi ok. Màu trắng này kiểu trắng của nó. Tấm quyền có trắng, trắng nè. Màu trắng này lên sang lắm đó mấy bạn. Trắng buồn đen nữa lên sang lắm luôn. Nhìn mặt mát. Còn trắng và xanh nha mấy chị. Rồi ai lấy cái comment cho em hè chị nha. 50-60 kg trắng xanh. 50-60 kg trắng xanh, chị nào chưa có thì comment giùm em. Lê Cẩm thêm màu trắng nè. Ok Lê Cẩm nè. Chi Nghiễm có xanh nè. Ok Chi Nghiễm nè. Cái này số lượng ít lắm mấy chị, phải bóc qua nha, không đủ số lượng. Trang Hồi hai bộ trắng xanh nè. Ok chị Trang Hồi nè, đẹp lắm chị ơi. Rồi trắng xanh giùm em nhanh tay nha. Nguyên một set như này chỉ có 65 ngàn thôi, hàng này hàng sale 65 ngàn. Bên trong nè mấy chị. Em mất nhìn của ai đây. Rồi cắm bông có xanh nè. Ok. Chị khen Lơ có rồi nha chị. Có xanh ghi rồi đừng có comment nữa. Liêu Khoan có trắng nè. Ok nè, 50-60 kg nha. Khen Lơ có hàng rồi nha. Bộ nam đúng rồi, bộ nam 50-60 kg nha, hàng sẽ 65 ngàn bộ. Này hàng xịn nha. Cái đường không hơi nữa gì hả. Cái trong á, này cái ngoài nè. Lơ lợ có trắng nè. Ok Lơ lợ nè. Rồi trắng xanh giùm em nha. Hiền Hồ có trắng và xanh nè. 50-60 kg thôi. Em chỉ có xanh lồ hơn 50-60 kg nha. Xuân Đạt hai bộ xanh trắng nè. Ok nè. Nguyễn Chi có xanh trắng nè. Ok. Phạm Thị Bích Nguyệt có xanh và trắng luôn nè. Ok. Hai bộ 130 ngàn để đâu. Rồi nhanh tay giùm em nha. Rồi cho ấy ổng ở nhà. Mùa này mặc bộ đồ này ở nhà thôi nó mát. Mặc 24 tiếng mặc ngủ rồi mặc sáng ở nhà đi quần quần. Khen Lơ có rồi nha. Cách 65 ngàn thôi. Miễn phí cái vương của My nè. Nhưng mà được một bộ đồ rất là xịn sò luôn. Khen Lơ có màu xanh với màu ghi rồi. Khen Lơ đừng có bình luận nữa. Sơ 7. Rồi xanh trắng thôi mấy chị ơi, xanh trắng nha. Sô-cô-la thêm một màu trắng đấy chị. Sô-cô-la thêm một bộ màu trắng đấy. Ok, sô-cô-la nè. Ừ. Rồi. Ví dụ cái bộ kia lỡ có thiếu thì có gì lấy cái bộ này cũng em cũng được nha. Trắng xanh nè, chị Tình Võ nè. Trắng xanh em. Trắng xanh ok. Cherry Yến có trắng nè. Ok, gần hết không mấy chị, nhanh giùm em luôn. Minh Tâm có xanh nè. Còn mấy bộ cuối nè. Rồi trắng xanh giùm em. Hiền Hồ có nam xanh trắng nè. Ok nè. Rồi ai 50-60 kg nha. Rồi này 50-60 kg chị lấy cái comment cho em hè.
quả có hai bộ xanh trắng này. Ok nè, này 50-60kg chút luôn. Chị Lan quả có xanh trắng luôn nè. Ok nè. 50-60kg chị ơi. Này này hàng chuẩn luôn đó mấy chị. Nói chung là nó xịn lắm luôn. Hàng không hơi. Rồi xanh trắng giùm em 65.000 bộ lấy đi cầm ơn. Chị tiếp hoa có một bộ trắng nha chị. Tiếp hoa này một bộ trắng nè. Ok tiếp hoa nè. Rồi trắng xanh giùm em á chị nha. 65.000 bộ thôi chị Thu Thiệt ơi. Chị đàm lông lông có hai bộ xanh trắng nè. Ok chị đàm lông lông nè. Cho con gì mặc đi bài luôn. Rồi 65.000 nha, lấy cái cầm ơn gì. Hình tâm có bộ hai bộ xanh trắng nè. Rồi nhanh tay với chị ơi, 65.000 bộ. Vi tường có trắng xanh luôn. Ok vi tường. Liên đoàn có trắng dồn nè. Ok. Còn thì bích nghiệp có rồi nha. Sẵn bung lên tí á. Rồi, hạt két. Hạt két không có số không chốt được nha. Cái gì đâu mới đặt hàng kèm số thì em nhớ chị nhé. Hậu Minh nè, có trắng xanh nè. Ok. 60. 60 đổ về cô thôi nha. Cô biết chu kỳ có rồi. Rồi 60 đổ về thôi mới chị. Kim Phượng có trắng nè. Rồi em còn có bao nhiêu nữa là hết cái bộ này nha. Rồi, 60kg đổ về đó chị nha. 50-60kg. Quy tường có rồi. 50-60kg. Trắng và xanh. Hàng SR7. Quần áo SR7 luôn nha. Cái dây rút của Điểm nó là dây rút trắng nè. Dây rút của nó là dây rút phía trong đó chị. Không Bạn Xuân có xanh trắng nè. Rồi, còn xanh còn một bộ luôn nha. Cái dây rút quần này rút phía trong thôi chị, không phải rút phía ngoài đâu nha. Đó, rút bỏ phía trong luôn. Ở ngoài là mình cười nó có dây cái đồ gì hết trơn. Rồi trắng xanh. Trương Kiều có bộ xanh xanh lên nè chị. Còn trắng thôi. Còn trắng thôi nha, còn trắng thôi. Còn trắng thôi nha bác chị. Còn ba bộ trắng L thì lấy cái cầm môi giùm em nha, 60kg độ bề em vừa. Còn ba bộ trắng L 60kg độ về. Chị lấy một chốt giùm em nha. Liên đồn có trắng rồi nha chị. Đây là sao biết? SM. SM. 1XL đâu. Bạn thì bích nghiệp có rồi. SM là hả? 1XL2 bộ hả? Rồi, chờ chứ. Cái đây là trong cục nào? Đây là trong... Rồi, em còn cái màu cam để tặng cuối like cho mấy chị nè. Ai có đơn rồi thì hốt nha. Cái bộ này là size nó nhỏ vậy nha. Nhí nhí. Nó SML. Đó. Chỉ còn màu trắng thôi mấy chị ơi. Rồi S nhớ chị nha. S này từ 35 cho tới 40. M thì 45. Từ từ em coi sao thử. Màu cam này tặng mỗi người một bộ này. Rồi cho mấy nhỏ nó mặc nè. Nhưng mà cam này cam sữa nha, không phải cam mà cam thổn hình thêm một trắng ok nè, thổn hình ok nè. Chịu cam nổi đâu, dây nó cũng giấu bên trong luôn. À, trắng rồi. Vỏ xương có trắng ok nè. Rồi bộ này nhé chị nha. Đây
tìm. Đấy, nhưng mà cái này size L. Nhưng mà L này nó chỉ nó nhỏ hơn kia một xíu chị nha. Nên là cái size của nó nhỏ hơn nha. Đấy, màu cam thì 42 52 42 là mặt 42 ký độ về là mặt size S. 50 3 size này L. Là hàng của Bume nha. Đây là của Bume nha. Hình hút có hai bột trắng ok này. Rồi hết trắng rồi mấy chị ơi. Luôn á mấy chị. Nha, cái bộ cam này giờ cho mấy biết nó nhỏ hơn chút xíu, cái size này là cái size của nó size nhỏ thôi. Nha. 55 kg đổ lại thôi. Nha, 55 kg đổ lại giùm em. SML. Không, cái này ba mấy ký nó rộng mấy chị không? Cái này ba mấy ký thì em sợ rộng. Rồi S này cũng 45 kg đổ lại đó chị ho. S này 45 kg đổ lại. M 50, L 55 à. Nha. Chỉ nó tụt xuống một size so với cái mẫu lúc nãy á. Cái bộ này em sẽ bán tặng cho mấy chị, mấy ví ai có con nhỏ thì chốt đó chị nha. Rồi, size S thì 45 kg đổ về, size M thì 50 và size L thì 55 kg đổ lại thôi. Nha. Rồi, chốt này là mã cam cộng size cho em hè, ai muốn hai đứa con mặc đôi thì nhớ comment size giùm em nha. Rồi, cam này hàng sale 49.000 bộ, ai lấy cam chốt cam cộng size. Size S là khoảng từ 37, 38 cho tới 45 kg độ về. Size M 52 kg độ về. Và size L là khoảng 55 kg độ về nha. Đấy, rồi ai lấy thì comment cho em SML nha em. Màu cam này đẹp đó chị nha, cam là kiểu cam sữa ấy. Rồi hàng sale 49.000 luôn. Đó. Hàng này cũng trong lô hãng luôn á mấy trời. Cổ rồi nó viền hết nè. Rồi cam SML giùm em nha, cam SML. Nhưng mà L nhớ giùm em, L có 55 kg độ lại thôi nha. 45 50 55 nha mấy trời. 45 50 55 nha. S thì 45 kg độ về. M 50, L 55 nha. Có 3 size vậy thôi. Rồi ai lấy cam SML giùm em nha. Một màu duy nhất. Hàng sale 49.000 luôn. Ai lấy cam thì chốt cam giùm cho anh Hà nha. Cam cam. Quần nó cũng khó kéo đầy đủ nha. Vải rất là xịn luôn rồi mấy chị. Vải quần nó to giãn luôn này. Nó bu me như này. Nó bu me như này giùm em luôn nha. Em sẽ 49.000 lấy cái comment cho anh Hà. Quần có túi hết toàn bộ luôn. Chắc vải xịn sò cho mấy chị luôn. Về cho con mấy anh chị mà nó có con nhỏ nhỏ á. Rồi cam S, M và L. Ai có hai anh em mà nhỏ nhỏ cùng nhau thì lấy hai bộ. Hoặc là chị này chưa có đơn thích bộ này thì lấy hai bộ rồi mặc cũng được, trùng màu cũng sao á chị ơi. Giờ mình mặc ở nhà mà. Rồi, cam SML giùm em nha, 49.000 bắt đầu đọc tên anh yêu. Sao ngon ngỉnh thế hả? Cam 49 thôi. Rồi, cam SML. Em có một bộ màu đen rồi mới chị. XXL nữa mới chị, XL có hai bộ, có ai lấy thì lấy nha. XL có hai bộ nè, có chị nào lấy thì lấy cho em luôn. Chiều Trần có bộ 45kg nè. S ok, SML nha. Bên tâm có cam L nè. Từ anh chị để nó lùn. Bị mang đồ rồi. Rồi, có màu đen nữa chị ơi, có mấy bộ màu đen nữa. Em có cam với đen luôn á chị ơi, cam đen luôn, đen nằm dưới không thấy. Rồi cam đen cùng size nhau nha, ai lấy hai bộ cam bộ đen vẫn ok luôn, 49.000 bộ. Có đen luôn nha. Rồi đen lọt ở dưới đen quá trời. Chị đem luôn luôn. Size L hai bộ cam này ok chị. Từ em bỏ rồi nha, nè. Có đen luôn nha mấy chị nha, cùng size như vậy luôn nè. Có đen luôn, đen và cam, ai lấy bộ đen bộ cam ok nha. Rồi. Nhi Phúc có cam L nè. Ý lấy ghế cho chị biết. Chị đẹp bé có cam mình lờ dồn ok này. Mấy lấy bộ cam luôn. Cao luôn á. Đâu có đâu. Giờ ngồi đất luôn giờ xíu, chờ xíu nữa chị. Lờ hai bộ, một đen, bỏ thêm hai bộ luôn. Lờ không? Một cam một đen không? Lờ luôn không? Rồi, cam mình lờ. Ok. 45kg. 45kg. Ok, rồi chốt cái đen cam luôn đó mẹ ơi, đen có luôn. Rồi tưởng có. Chị Hiền Hồ có cam S nè. Cam S, ok nè.
49.000 nha. Kiều Nguyễn nó cam S và cam L nè. Cam S, cam L. Thông tô có L một bộ với một bộ M nè. Hai bộ, một bộ L, một bộ M. Cam luôn không? Cam luôn. Nhiều trăng ok rồi nha. Giờ ngồi dưới này bóc luôn. Sợ thiếu quá trời. Nè, có đi ai lấy đen chốt luôn đây, 49.000 okay à. Rồi. Có màu đen nữa nha mấy chị. Đen nữa nè, lấy bộ đen bộ cam đi. Lấy bộ đen bộ cam đi cho nó. Phúc Lộc này có cam xe S nè. Cam S ok nè. 49.000 bộ đồ xịn quá mấy chị ơi. Xịn lắm luôn ấy. Rồi cam đen còn mon cam hè nha. Hồng Thí có cam S nè. S 45kg đổ về. M 50 L 55 nhớ chị nhé. Nguyễn Tri có cam S nè. Còn đen S thôi mấy chị ơi. Đen S M L luôn nha. Đen cũng còn đủ size S M L luôn mấy trời. Rất là xịn luôn, 49.000 à. Mỹ Huy có cam size L nè. Ok nè. 45 50 55 nha. S 45 kg đổ về. M 55 nên L. M 50 L 55 kg. Này mấy chị ơi, màu đen. Trời ơi, siêu xinh. Phương Trọng có cam S và cam L nè. Mặt đôi đúng không? Cao Xuân Liên hai bộ 55 55 cam nè, hai bộ 55 kg á. Mà lấy bộ đen bộ cam chứ. Bộ đen bộ cam. Phương Trọng có nam M nè. M đen hay cam? M cam á. Thanh Tuyền size S 2 bộ. Thanh Tuyền size S 2 bộ. Hai bộ hai màu không? Hot S cam nha bà con. Còn đen cam thôi. Cam M Tâm Vị Nghiễm. Cam M. Hot S hả? Hot S cam còn đen. Lan Quả có cam M. Ok. Thi Nghĩa có cam M. Là lên xuống thấy không? Xuống đất em ngồi luôn mấy thấy không? Có 12 bộ với ấy không? Dư hay mà dư giấy hả? Hết giấy không? Đó, còn giấy là thiếu màu à? Dạ, cái này đặt là bỏ ra luôn rồi. Thôi cứ đợi đấy. Rồi chạy xong anh, bỏ đi xong anh. Size S hết rồi mấy chị? S còn đen đó chị ơi, S còn đen rồi nha. Có XL. XL có 2 bộ cam. Có hồng gai cam XL nè. Ừ. Còn một bộ cam XL thôi. Nha. Đó. Rồi ai lấy mẹ này nữa thì comment giùm em nha. Đen còn đủ SML. Cam còn M với lại L mấy chị nhá. Cái màu cam đẹp quá trời. Cam này kiểu cam nó sửa sửa chứ không phải cam nổi đâu. Xẻ 49.000 luôn nè. Hàng này sẽ 65 rồi. Thí cam một bộ XL nè. Rồi hết cam nha, XL có 2 bộ ở đây nè. XL thì mới bộ 2 bộ ở đây. Còn XL có 2 bộ ở đây nè. Em hết cam XL nha, cam còn M với lại L. Cam còn ML thôi. Đen thì còn SML. Anh lấy bộ đôi rồi lấy bộ đôi đen đi. Còn đen thì còn đủ. Rồi 49 nha dùm em nha. Lấy tiếp comment cho anh hè 49k thôi. Chắc đẻ đưa rồi nhớ gì nha. Ờ Nguyễn bộ cam size M nè. Ok. Size S cam hết rồi mấy chị ơi. Hết mẹ này em hàng nghỉ nha. Nên chị nào có lấy thêm gì lấy nha. Hết mẹ này em nghỉ. Thi Quốc Nguyễn một bộ đen 61kg. Không có. 55kg là. Ngân Lương hai bộ đen XL nè. Không có. SML thôi. Chị Ngân Lương không có nha. SML nha. Màu cam thì em còn size M, size L. Màu đen thì còn SML. Chị lấy cái còn mua giùm em nha. Vương Nguyên có cam L và cam M nè. Rồi, mặc đôi đúng không? Cho hai anh em, hai cha con mặc đôi đúng không? Thơ Trần hai bộ M luôn nè. Cam luôn không? Cam. Thấy hai bộ M không? Nè, một bộ đen, một bộ cam. Ô, mất lộn L. Em một cái xe nè. M M. Kim Liên hai bộ M hai màu này. Cú giết rồi xịn sò luôn á đây.
điểm thêm đen L này. Ok. Rồi còn mấy bộ mấy chị ơi, ai lấy thêm gì lấy nhớ gì nha. Em còn đen là SML, cam còn M và L đó chị nha. Đen là SML, còn cam thì em còn M và L. Chị lấy cái cầu mơ giùm em nha mấy chị. Làm cái S à? S đen thôi, còn cái đen à. Đó, nó như thế này. Bộ bu me nha, mỗi là mẫu bu me giùm em. Rồi đen thì em hãy còn SML nha. S là 45kg đổ về, M 50, L 55kg đổ về giùm em nha. Cái bộ này size nó hơi nhí. Size của nhỏ chị ạ. Cái size nó hơi nhỏ. Em sẽ bèo 49 ngàn luôn, lấy cái cộng hơn trăm này đâu mới nhớ cộng số vậy nha. Vì nó có đơn lấy một bộ cũng được. Thôi đâu mới nhớ cộng số nhanh tay giùm em, chỉ có 49 ngàn bộ đồ này thôi nha. Bộ thể thao này 49k. Túi khó kéo đầy đủ rồi nha, quần này cũng có khó kéo hết. Quần nào của em đều có khó kéo hết nha. Nên yên tâm giùm em luôn. Chỉ có 49 ngàn à. Thôi, cam thì em còn hơn mơ rồi. Như lấy gì? Đây quần cam ạ. Tấm Việt cam size L này. Ok. Hiệu hồ có đen S. Ok. Năm 16 ký size gì? 16 ký không có size. 6 ký cao cao lấy size L được rồi chứ. L đi. 55-56 ký lấy L là. Thôi trọng ok rồi nha chị. Rồi em còn mấy bộ cuối nè, chị lấy cái comment lên cho em luôn á chị nha. Đi em chỉ còn sẽ S thôi mới chị. Đi em còn S, còn M, L thì em còn màu cam. Đẹp bé, cam ít L dồn. Hết rồi. Cam ít L hết rồi chị ơi, nên không có đọc tên được. Cam ít L hàng hết rồi mới chị. Nha. Rồi ai lấy cái comment giùm em. Trên Hiển, đen và cam size M. Ok. Trên Hiển ok, hai bộ đen và cam nha. Em 2 ký. Ừ. Em 2 ký size gì? M. L đi. Võ Thị Vương có cam đen 52 ký nè, em L nha chị. Ok. Trần Tiết cũng hai bộ hai màu 52 ký luôn. Ok. Chị Bưởi Gia xanh cam và đen size M này. Ok. Chị Thơ Tầm, chị thêm đen size M. Ok. Ok chị. Rồi. Thấy và thu thiệt, tôi ngồi tôi thấy đây nè. Có ai vô like không hè không hè. Trúc Ly Trương, có đen cam mờ nè. Hè đây là like, nó ngồi ngõ nào không thấy không. Có cam mờ. Trương Nhưng ok này, hai Vân Hà mặt luôn nè. Vân Hà mặt đủ size từ 38 tới 65 kg lắm chị nha. Rồi. Xe Nguyễn có cam đen size M nè. Hết. Cam và đen. Hết cam rồi. M hết cam rồi. M. Bây giờ cam em còn size L thôi nè. Cam còn size L nữa chị nha. Đen thì còn SML. Nha, đen còn SML. Đen thì còn SML. Đọc. Dạ chị đâm lon lon chiều chốt đơn ấy, rồi chị báo có rớt thì mình mới để chị nha. Rồi bây giờ em chỉ còn đen là còn đủ size đó chị ơi. Đen là còn đủ size SML, chị lấy cái còn mơ giùm em nha. Đen còn đủ size SML. Chị Dung đen hai bộ M và L. Màu gì? Màu đen. Đen M và L. Ok. Cam mờ vờ hết. Cam mờ vờ hết, cam còn L thôi. Đen còn SML nha, bè lấy thì chốt luôn giùm em. Nó hai mặt Bích con Kiều này. Có L cam nè. Ok. Màu cam đẹp luôn, màu cam của nó cam kiểu sữa sữa mới chị. Không phải là cam nổi. Cam kiểu sữa sữa rất là đẹp luôn. Cam này không phải cam ấy đâu nha, cam sữa đẹp. Cái màu cam tươi.
L55 ký lại nha. Rồi còn đen SML mấy chị ơi, cam còn anh L. Đen Kri có một bộ đen nè. Size gì? Size L. Đen L, ok. Còn một cam L. Nguyễn Mai có cam L dồn nè. Rồi hết L. Bây giờ là còn đen S và M. Còn một đen không hả? Ừ. Cái này dây rút phù hợp phía trong luôn chị nha. Dây rút phù hợp phía trong luôn á. Phúc Lộc có đen size S nè. Ok. Cái chế là đây nè, cái chế là cái chồng nè, chị mở bỏ cho nè. Thi Thi có đen S nè. Ok. Rồi giờ đen còn S. S1 là hết cho mấy chị nha. Đen còn SM thôi, chị nào mà có con nhỏ 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 thì lấy con đen được, con đen luôn chị nhé. Đó, bộ đen này bộ nhỏ nè. 45kg độ lại nè. 45kg về thôi. Đó, dây rút là phía trong luôn chị nha, là có 49.000 à. Dây rút phía trong giùm em luôn nha mấy chị. Bộ nha. Rồi em còn đen S và M, S 45 ký độ về, M 50 ký độ về mà em vừa. Rồi này mấy chị ơi, em lên lại mấy cái mẫu lúc nãy hài like rồi, chị nào chưa có thì lấy cho em hài lại là. Ông quần còn phía dưới rồi, để quần còn phía dưới kia nữa hả? Ừ. Đây mấy chị ơi, cái quần hè mặc hè còn đủ size từ 38 cho tới 65 ký, chị lấy cái comment cho em hè nha, quần u mì phong bếp ghi giùm em. 38 tới 65 kg. Cái gì đấy U10 thì comment U10 cộng cho em ký cộng em 21 cái 2 cái đó cộng số lượng giùm em nha mấy chị nha. Cộng số điện thoại em hãy lên đơn. Cái này em sale cho mấy chị với Lê Thanh Lô có cam. Có đen S nè. Ồ đen S nè. Đó, quần này em còn đủ size từ 38 cho tới 65 kg, không có bộ nha. Không có bộ hàng mặc. Chỉ có cái quần thôi, thì chị mấy cái quần thôi về mấy chị tự phối với áo ở nhà nha. Đó, quần này em còn đủ size từ 38 tới 65 kg. Đó, mấy chị lấy hai cái thì hai cặp khác nhau nha mấy chị. Hai cái thì hai cặp khác nhau, một cái thì cặp nào cũng được dùm cho em hè nha. U10 mấy chị lấy U10 thì cảm ơn U10 cộng em ký cộng số điện thoại em hè lên đơn. U10 này chị nào mình chưa biết tới hè lấy hai cái mấy chị. Về mặt thử xuống rồi bữa sau mặc, đợt sau mặc tiếp. Đủ size từ 38 cho tới 65 kg thì lấy U10 chốt U10 cộng ký lên trăm này nhé. U10 cộng ký cộng số điện thoại này lên được. Đó, hai cái thì có thể lấy một đế một chữ hoặc là lấy hai chữ cũng ok luôn. Đó, giờ U10 cộng một U10 giùm em nha. U10 38 cho tới 65 kg hả? Không không cái đấy không được rồi không. U10 nha. Đó, quần U10 như hè đang mặc, ai chưa có thì cảm ơn giùm em nha chị nha. 38 cho tới 65 kg. Quần này khuyên mấy chị luôn nên lấy hai cái về mặc nha. Quần này mặc hắt dáng cực kỳ luôn, cài nào chân nhỏ nè. Ngọc Vân có một quần U10 53 kg. Nhỏ mặc cái form như này là nó thấy chân nó to, còn mày là cái chân mà đùi hơi thô á. Đùi em rất là thô nha. Mặc cái quần này form. Nhưng lớn có quần rồi nha chị. Đùi mình rất là ok luôn mấy chị, nó không có lộ khuyết điểm cái đùi to của mình ra. Nha. Rồi U10 38 tới 65 kg. Chị lấy thì chốt cho em nè. Cạp thì siêu đẹp rồi. Nha. Không thì không lấy tiền. Thơ trần ok chị nè. Không to hút chỉ gì hết, không có ra màu gì hết, chỉ mặc chỉ có đẻ thôi có gì không. Rồi quần U10 79.000 cá, chị lấy thì cảm ơn cho em nha. Sẽ có 79.000 ngày hôm nay quá là rẻ luôn rồi. Rồi, chiếc ren hay còn mấy set cuối cùng, ai chưa có thì cảm ơn cho em nha. Sẽ 79.000 10 cái chiếc ren. Tình nghĩa có U10 60kg nè. 79.000 10 cái chiếc ren thôi, chị lấy cái comment cho anh Hà nha. Ừ, U10 có comment ký giùm em. Rồi ai chưa đủ đơn, dù ai đồ bộ lấy này ra, có một bộ hay là hai bộ mới thêm gì lấy thêm cho anh Hà nha. Để mày đủ đơn mày đi hàng luôn cho mấy chị. Đây, quần chiếc ren một set như này là 10 cái nha. Hôm nay là sale luôn 79.000 10 cái. Đó, chị lấy thì cảm ơn cho em hàng nha. 79 10 cái chiếc ren giùm em 40 tới 60 kg mang vừa.
40 tới 60 kg mà em vừa mua cái chip ren như này. Đây, 40 tới 60 kg mà em vừa mua cái chip ren nhé chị nha. Đó, chip ren thì siêu đẹp luôn. 79.000 10 cái tức là có 7.900 một cái chị nha. 7.900 một cái chip ren như này giùm em. 10 cái 9 màu, 8 9 màu luôn. Rồi hàng sẽ 79.000 ở đây ren chút ren giùm em nha. 79.000 10 cái giùm em. Số lượng còn ít lắm á. Này nó còn sót nên em hàng sale luôn. Rồi, ren bộ nam còn. Bộ nam chị nào có đơn thì chiều báo nha em nha, có thiếu gì báo đứa lấy ha. Chị kết trắng cô mì nha. Rồi chip ren 79.000 10. Quần đuổi thì kết trắng có ôm mì nè nha, độ lý có ôm mì 53 ký nè. Quần đuổi là 99.300. Giờ hàng nghỉ gì nha, mấy chị bấm theo dõi trang em nhé chị nha. Trịnh Phương có ôm mì 54 ký nè. Mấy chị bấm nhẹ màn hình phía góc trái có chữ theo giờ bấm theo dõi giùm em để lúc em like lúc đăng hình nó thông báo cho mấy chị nha. Đây 99.300 cái đùi nữa, chị lấy thêm cộng thôi giùm em. Có ba cái đùi như này là 99.000 thôi, đùi vải đuổi nha. Cùi vài đuổi 99.000. Rồi chị có cần gì nữa không? Giờ hàng nghỉ nha. Trương Như có okay rồi mẹ. Trương Như có rồi. Hồi nãy có đọc tên rồi mẹ. Đen S còn Hồ Quốc Trường ơi. Xíu nữa chốt hàng đó chị báo từ cái mẹ đó. Còn sai gì thì biết lấy sao nha. Lúc chốt đơn ấy, cái chị thiếu mẹ nào thì mấy chị báo. Đen S Hồ Quốc Trường ok nè. Chị báo tụi em lấy cho. Hồ Quốc Trường đen S nha. Chứ chút hàng có thiếu mẹ nào thì báo tụi em lấy cho. Hồ Quốc Trường có cam em mờ như đen hết nha. Có không quen hả? Có không quen hình như. Còn rốt đơn mấy chị không như mấy. Có không quen là phải hôm sau mới lấy được. Vì có nhiều mẹ không? Vì không như mấy thì em chưa gọi lại. Bộ gì chị tiếp hoa ơi. Rồi hàng nghỉ nha. Em thì em like được mấy chị. Nhưng mà chốt hàng không được. Chốt hàng không kịp. Nên ở gì mấy không được này. Em huy động toàn là chồng em. Ngọc Chi có 3 quần em, 9 nè. Đó, nhà em tự làm thôi nên là chốt hàng không kịp mấy chị ơi. Quần hàng mặt là quần của mì 79 á mấy chị ơi. Quần mì hạt sẽ 79 á, hôm nay em sẽ lớn 79 luôn. Sẽ 79 ngàn chồng em ngồi ly lưỡng nè. Nó sẽ bán 79 ngàn chết rồi. Nhưng mà lỡ rồi em chênh luôn. Hàng nghỉ nha mấy chị nha, chị nào mà chưa mua được hàng em bấm theo dõi trang mấy chị nha. Bấm nhẹ màn hình phía góc trái này có chữ theo và bấm theo dõi mấy chị ơi. Nè, vậy là hồi xưa em mua đồ nhà em mà không có bấm theo dõi, mấy chị bấm theo dõi nha. Hoặc là khi em like, khi đăng hình là có thông báo cho mấy chị hết à. Bấm nhẹ màn hình nè, đó. Phía góc trái có chữ theo giờ bấm theo dõi giùm em, bấm vô cái chuông nè. Đấy, là đợi lúc em like, lúc đăng hình nó thông báo, chị vô chữ Trương Thu Hà Thời Trang Đẹp nè. Đó, đây là trang của em hàng like hàng ngày nè mấy chị. Đó, là vô trang này bấm thích trang giùm em nha. Để nó có độ tương tác mấy chị comment hà thấy vô hàng nghỉ nha. Bye bye nha mọi người, bye bye.